Trân trọng kính chào quý vị khách mời, quý diễn giả và các bậc phụ huynh đã góp mặt trong chương trình Thấu hiểu tự kỷ từ góc độ trên di truyền. Tăng cân thiệp sớm để đồng hành yêu thương cùng con do Geneteka tổ chức. Em à là Hạnh MC sẽ cùng đồng hành cùng quý anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự chương trình trong buổi sáng thứ bảy này. Quý anh chị thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2022, ước tính trên toàn thế giới có 100 người thì có một người mắc tự kỷ. Còn ở Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2019, trẻ tự kỷ chiếm một tỷ lệ không nhỏ khoảng 1 triệu trẻ, có xu hướng tăng lên qua các năm và có đến 8 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp, đó là bố mẹ, ông bà, anh chị em của trẻ tự kỷ. Từ năm 2008, Liên Hợp Quốc lấy ngày 2 tháng 4 hàng năm là Ngày Thế Giới Nhận Thức Về Tự Kỷ nhằm kêu gọi sự quan tâm và nhận thức đúng đắn của mọi người dành cho cộng đồng người tự kỷ, đặc biệt là với trẻ mắc rối loạn này. Các bậc cha mẹ cũng như toàn xã hội chúng ta phải càng quan tâm và hỗ trợ các em hơn để các em có thể hòa nhập tốt với cuộc sống cùng các bạn đồng trang lứa. Và ngày hôm nay, Genetica rất vinh dự tổ chức webinar Thấu hiểu tự kỷ từ góc độ gen di truyền tăng các thiệp sớm để đồng hành yêu thương cùng con nhằm lan tỏa những kiến thức hữu ích về hội chứng này cũng như là chia sẻ cách đón nhận và yêu thương trẻ tự kỷ đúng đắn hơn và đó cũng chính là lý do của buổi hội thảo ngày hôm nay của chúng ta và cũng không để quý anh chị chờ đợi lâu nữa thì hạnh xin phép giới thiệu diễn giả đặc biệt trong chương trình hôm nay của chúng ta đó là đầu tiên hạnh xin giới thiệu với mọi người đó là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ tô nữ văn anh giảng viên cao cấp bộ môn nhi đại học y Trực huế phó trưởng khoa Nhi thần kinh tự kỷ bệnh viện Trung ương Huế ạ. À. Xin chào các anh chị. Tiếp theo thì em xin giới thiệu thạc sĩ Đỗ Mạnh Cường, thạc sĩ công nghệ sinh học và dược học tại Đại học Coventry, nước Anh. Và em là bác sĩ Hạnh, hiện là chuyên gia tư vấn tại Genetica sẽ cùng đồng hành cùng quý anh chị. Và nội dung hội thảo hôm nay của chúng ta sẽ đi qua bốn phần. Phần đầu tiên liên quan tới thực trạng của vấn đề chẩn đoán và can thiệp đối với rối loạn phổ tự kỷ. À, phần này chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ hữu ích từ bác sĩ Văn Anh. Phần thứ hai sẽ liên quan tới báo cáo xét nghiệm gen tự kỷ geotism thì Hạnh sẽ chia sẻ với anh chị ở phần này. Phần thứ ba chúng ta sẽ đi đến những cái điểm chính từ nghiên cứu gen tự kỷ trên trẻ em Việt Nam à, được đăng tải trong thời gian vừa qua trên tạp chí Nature thì Thạc sĩ Cường sẽ gặp với chúng ta trong phần này và đến phần thứ tư phần cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc thì hạnh nghĩ đây là phần mà lúc các diễn giả sẽ trả lời những câu hỏi các anh chị đã gửi về chương trình ở liên đăng ký đồng thời thì ban tổ chức cũng mong nhận được những cái tương tác và câu hỏi trực tiếp từ anh chị ngay tại buổi hôm nay và hạnh nhờ anh chị là nhắn giúp hạnh ở phần khung ạ đạn à, không biết tín hiệu đường truyền của chúng ta có ổn định hay không và anh chị có nghe rõ tín hiệu không ạ à? nếu anh, à, nếu có thì anh chị có thể nhắn chấp hành chữ có hoặc là thả một cái biểu tượng icon bất kỳ để ban tổ chức có thể kịp kịp thời hỗ trợ mình được không ạ? Dạ rồi em đã thấy các anh chị có nhắn là có, dạ rồi như vậy là tín hiệu của chúng ta đang rất là ổn định rồi và mình đã sẵn sàng bước vào buổi hội thảo ngày hôm nay. À, thì đầu tiên em xin phép là mời bác sĩ Văn Anh. À, một bác sĩ chuyên về nhi khoa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị cho trẻ rối loạn à, phát triển à, xin chào bác sĩ Văn An ạ à. và bác sĩ có thể chia sẻ à, với các à, quý vị khán giả cũng như là quý anh chị trong buổi hôm nay về những cái thực trạng cũng như là những cái khó khăn hoặc là những trở ngại à, trong vấn đề điều trị cũng như là chẩn đoán can thiệp sớm đối với rối loạn ngôn từ kỹ này được không ạ? À, được xin chào các anh chị thì à, rất vui được tham dự cái buổi hội thảo hôm nay thì đầu tiên thì muốn chia sẻ một phần trong việc là chẩn đoán cũng như là mình tìm hiểu được thế nào là tự kỷ ha thì và từ đó đưa ra những cái chẩn đoán và cao thiệp sớm cho em bạn như thế nào xin được chị sẽ kể màn hình thì đầu tiên là mình nói đến là cái rối loạn phổ tự kỷ thì rối loạn phổ tự kỷ là cái, bệnh gì thì mình đã biết là hiện tại ai cũng đi đâu cũng nói đến tự kỳ cả đúng không bởi vì cái tự kỷ tỷ lệ gặp hiện tại rất là nhiều trên là thì đầu tiên hết á là khi mình nói tự kỷ thì mình nhìn nhận cả tự kỷ ở đây mà anh chị sẽ thấy là khi mình mô tả cái não bộ của mình thì có những cái đường liên kết rất là bình thường nội giữa những cái bản câu nào này và bản câu nào khác hoặc là để tạo ra những cái xung động cái đó mình ghi nhận được và trên lâm sàng là đứa trẻ đó sẽ mình nhìn nhận được hiểu biết được những tiếng nói những ngôn ngữ trong khi những trẻ tự kỷ thì mình mô tả như não bộ của trẻ thì có vấn đề trong việc là sẽ là cắt đứt các mối liên kết à, có nghĩa ra những trẻ tự kỷ họ không ghi nhận không nhìn nhận được cái mối liên kết tương tác giữa người với người à, gọi là cái rối loạn về mà biểu hiện qua ban đầu có là lời nói ấm là, là ngôn ngữ về cơ thể hoặc là ngôn ngữ về là lời nói thì à, như vậy là mình mô tả như là cái não đây não bình thường còn đứa trẻ và não từ thời kỳ là bị giãn đứt cái liên kết thì đó là lý do mà lắm sang đứa trẻ từ kỳ hẳn sẽ biểu hiện là có cái ba cái yếu tố quan trọng nhất là làm ra ra là cái hồi chứng là, là rối loạn phổ phổ nghĩa đấy là rộng hả như vậy thì có ba cái biểu hiện mà cơ bản nhất đó là suy giảm tương tác với xã hội à, thứ hai là thiếu hụt trong giao tiếp và thứ ba là có hành vi rập khuôn và rập đi lặp lại rất là nhiều lần đó là cái cái là định nghĩa cơ bản về trẻ tự kỷ thì tuy nhiên có nhiều cái phương pháp để mình chẩn đoán bệnh nhân nhưng mà trước mắt là lấm sang của đứa trẻ là sẽ có những cái biểu hiện suy giảm tương tác xã hội thiếu hụt giao tiếp và rập, hành vi rập khuôn trong cái thiệu hụt giao tiếp là tựa trẻ không có ngôn ngữ hoặc là thoại triển ngôn ngữ cũng nằm trong cái là thiệu hụt trong giao tiếp. Thì uh, đó là cái sau cái Hiệp hội Thân kinh Hoa Kỳ năm 1994 họ cái phát hiện ra định nghĩa cái, uh, cái luật phổ từ kỷ đây để đưa ra các hiệp sớm cho trẻ để làm thế nào trẻ được hòa nhập. Thì uh, nguyên nhân gì dẫn đến uh, là cái trẻ tự kỷ? Thì uh, bê cái tỷ lệ mắc thì uh, người ta thấy ghi nhận ở trẻ nam sẽ cao nhiều hơn nhiều so với trẻ nữ có thể từ 4 đến 1 tức là bốn trẻ nam thì một trẻ nữ bị thôi và cái rối loạn mà kiểu tự kỷ nữa thì đã trên dân số của mình á, lên tới khoảng là một phần trăm dân số trong khi cái, cái, cái kiểu mà trẻ tự kỷ á thì khoảng một đến một trăm đứa trẻ là bị thì ở Mỹ thì người ta thấy là cái tỷ lệ ngọt vẻ như là cao hơn ở những cái nước khác thì mà mình thấy là trên một trên 40 mươi trẻ là đã bị theo cái thống kê từ 2022 là ghi nhận như vậy và đặc biệt là những cái trẻ từ kỷ á, mà nếu có anh em hoặc là sinh đôi thì tỷ lệ từ kỷ thì đứa trẻ thứ hai có thể tệ lên tới 30%. như vậy cái, cái, cái lý do như vậy người ta thấy cái việc, việc dịch tệ như vậy thì khả năng là đứa trẻ nguyên nhân từ đâu là mà uh, thì người ta thấy liên quan giữa cái trẻ từ kỷ hay gặp nhất thì trước đây mình hay nghĩ là à mình nhột đứa trẻ ở trong phòng qua tivi hay là mình à, đứa trẻ không giao tiếp thì đứa trẻ dẫn đến từ kỳ thì thật sự điều đó hẳn không đúng. Mà theo nhiều nghiên cứu người ta ghi nhận thì trẻ từ kỳ nguyên nhân chủ yếu là liên quan tới di truyền. Thì nhiều cái ấp to đây mà người ta ghi nhận á trẻ từ kỳ cơ chế chủ yếu là di truyền là khoảng 80% đứa trẻ là di truyền thì dưới truyền ở đây là có hai nguyên nhân tức tức là mình sẽ có nguyên uh, di truyền về là tế bào và di truyền về phân tử tế bào ở đây là mình nói đến các là liên quan tới các nghiệp sắc thể thì mình có 23 cặp nhiễm sắc thể thì liên quan tới những nghiệp sắc thể và di truyền phân tử thì liên quan tới là uh, những cái gen, cái gen ở đây ngay bắt đầu ngày hôm nay mình trao đổi nhiều cái chuyện này. Thì đối với trẻ tự kỳ thì người ta thấy ghi nhận là khoảng 80% đến 90% là trẻ tự kỷ liên quan tới mặt di truyền. Và di truyền ở đây thì người ta thấy liên quan tới là di truyền phân tử và di truyền tế bào. Phân tử thì liên quan tới những cái đồ, 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 bất thường của nhiễm sắc thể như như chuyện dạng đổi lập đoàn, đạo đoàn hay biển biến đoàn tức là hoặc là nhân đoàn thì hãy gặp những cái trường hợp mà bất thường nhiễm sắc thể trên bên cạnh đó thì việc bất thường nhiễm sắc thể đỏ có thể kèm theo đó là bất thường về tế bào liên quan tới cái đột biến gen những cái gen mà ghi nhận trên những cái đứa trẻ mà bị uh, loạn phổ từ kỷ á, thì có thể nhiều gen và có thể lên từ năm ngàn bốn trăm từ năm trăm bốn cho đến năm ngàn bảy trăm là ghi nhận có những cái biến đổi về uh, từ tự kỷ Tuy nhiên thay đối với trẻ tự kỷ gọi là hay gặp gọi là đá ren tức là nhiều ren trên một đứa trẻ bị biểu hiện đặc biệt là những đứa trẻ mà biểu hiện lắm sang tự kỷ mà dạng nặng thì cái việc là uh, biểu hiện thường là đột biến rất là nhiều ren thì đó là lý do còn về cái cơ chế mà môi trường thì hầu như là môi trường là nơi mà tác động và khởi phát sự biến đổi của ren ví dụ như những lúc được mẹ mang thai nhiễm virus bao thai ha, hoặc là ngộ độc vân vân những cái lý do từ mang thai thì từ cơ chế từ môi trường đó làm thay đổi biến đổi cấu tạo ra như vậy cuối cùng thì cái cuối cùng là cơ chế cuối cùng hết của từ kỳ vẫn là sang tức là vẫn về mặt là di truyền thì đó là nguyên nhân còn lại về mặt mà xã hội thì cái những cái ý tưởng đó là hầu như là không còn đụng nữa ha thì uh, như vậy thì vì cơ chế bình sinh thì uh, mình từ đó thì mình đưa ra là có hai cái thì gọi là hồi chứng từ kỷ và từ quyền nguyên vọng tức là những cái đứa trẻ mà có nguồn gốc đá ren hoặc đá yếu tố thì gặp khoảng 80 đến 90 phần bệnh nhân còn lại 10 đến 15 phần trăm thì là nguồn gốc là đơn ren thì uh, như vậy á, thì một nhóm từ kỷ là có một ren gọi là đơn ren hoặc là một nhóm khác là rất là nhiều ren thì những cái rõ, nhóm đơn ren thì thường đó, có thể kết hợp trên những cái bối cảnh là những cái biển chứng sau đi từ kỳ có thể gặp ví dụ trong là đứa trẻ hẳn sẽ đồng kinh ha đứa trẻ có thể bị điệt, điệt kết hợp rồi là con những đứa trẻ mà từ kỳ nguyên mẫu tức là nguồn thốc mà đã rán đó, thì là nhiều cái ren hay gặp thì đó là lý do mà đứa trẻ biểu hiện lắm sang quá là gần như là hội chứng bị hiện bá cái bị hiện lâm sàng khác nhau là có rối loạn giao tiếp, rối loạn ngôn ngữ và các cái hành vi rập khuôn. Vì vậy trên uh, từ kỹ người ta sẽ chia nhiều loại, nhiều thể. Cái việc chẩn đoán từ kỹ á sẽ cập nhật theo từng cái năm. À, không phải từng năm khoảng 4 năm người ta cập nhật một lần. Thì uh, trước đây mình sẽ chẩn đoán thứ nhất mình có thể sàng lọc từ Uh, gia đình sau đó mình sẽ được gặp những cái bác sĩ mà chuyên về thần kinh hoặc là bác sĩ về phục hồi chức năng và bác sĩ tâm thần thì có thể được đó là nhận được người huấn luyện trong cái việc là chẩn đoán trẻ sau khi chẩn đoán thì uh, là mình sẽ uh, tiến hành can thiệp cho trẻ thì những cái hồi chẩn tư kỷ mà cái kèm theo những cái biểu hiện sau này có thể dẫn đến ví dụ đồng kinh hoặc là bệnh điệt hoặc là những cái lần uh, như là những cái bệnh mà liên quan tới một rén á thì ví dụ như hội trận rét chẳng hạn hoặc là hội chứng Angerman hoặc hội chứng William hoặc uh, là những cái hội trận bất đoạn là để, đến liên quan tới là bất thương nhiễm sắc thể số 22 chẳng hạn hoặc là bệnh sơ cứng cụ uh, thì có bệnh nhân lắm sang ngoài chuyện là đưa uh, đứa trẻ hạng rối loạn kiểu phô tử, tự kỷ thì kèm theo là những cái biểu hiện về đồng kinh thì uh, đó là những cái nguyên nhân mà vì hôm nay mình tiếp cận theo hướng uh, là từ kỷ về cái dưới truyền thế nên mình, mình chỉ tập trung ở đây Thì con từ kỳ nguyên mẫu á, là những cái đứa trẻ mà đá ren á ha? thì mình sẽ thấy là viên tổn thương nhiều đá ren đá ren nên là cái việc đây cũng khó khăn trong quá trình là can thiệp cho bệnh nhân nếu mà tương lai cái việc mà đơn ren là cái cái là tốt nhất trong cái việc là tương lai có thể là uh, gọi là liệu pháp mà á, cho bệnh nhân à, ví dụ như tế bào gốc ha, hoặc là liệu pháp rén là thay đổi rén thì hiện tại mình đã rén therapy là mình đã có rồi thì một số bệnh về mặt thân kinh hoặc là một số bệnh khác thì có thể là dùng liệu pháp cho bệnh nhân những trường hợp mà đơn rén tuy nhiên một cái vấn đề khó khăn nhất cho bệnh nhân gọi là đa rén thì mình sẽ tự đi từ đâu mà để mà can thiệp cho bệnh nhân thì đó là cái vấn đề mà nan dài trong đứa trẻ mà được chẩn đoán rối loạn phục thời kỳ trong tương lai tuy nhiên cái vì cái biết được là nguyên nhân là có là từ ra rồi thì cái việc tiếp theo ha, rất là quan trọng trong cái việc là mình cần nghiên cứu thêm về cái bệnh đi để mà mình tương lai mình có thể điều trị được cho bệnh nhân cho, cho đến hiện tại thì từ kỷ á, là những cái yếu tố mà môi trường ví dụ như đứa trẻ bị nhiễm virus bao thai những cái bệnh lý nhiễm trong vaccine sợi vân vân thì phải cho đi chỉ là thứ yếu và đây là lý do mà bệnh nhân chỉ khởi phát những cái rác mà mắc phải trong quá, quá trình trên từ mang thai cho đến lúc sinh thì cái việc can thiệp của chữa từ kỳ á thì hiện tại là uh, người ta chưa điều trị được chữa từ kỳ tức là mình không dùng chữ suy trong cọ quá trình điều trị chữa từ kỳ mà mình hiện tại mình chỉ là can thiệp bệnh nhân mà thôi can thiệp thì uh, lý do can thiệp thì cần nhiều cái chuyên khoa khác nhau để mà can thiệp cho trẻ tự kỷ bác sĩ nhi thân kinh các nhà tâm lý học vật lý trị liệu ngôn ngữ trị liệu trị liệu viên bác sĩ tâm thần bởi vì khi trẻ tự kỷ thì sẽ có những hành vi là bởi vì nói không được thì mình sẽ có hành vi thì mình cần cả bác sĩ tâm thần và các nhà tâm lý học gia đình và đặc biệt là các nhà di truyền học bởi vì khi mình biết được nguyên nhân sâu xa của cái bệnh lý ở đâu rồi thì chắc chắn là nhà di trường học ở đây rất là quan trọng ha? trong cái việc là tiếp cận mà làm giúp cho đứa trẻ từ kỳ có thể là hòa nhập và đặc biệt nữa là cái việc can thiệp sớm thì mình biết được não bộ của mình sẽ hình thành từ lúc bao thai và đến hai tuổi là gần dưới tám mươi mà năm tuổi là khoảng 90%, mươi phần tuổi là não mình mà dừng lại thì cái việc can thiệp sớm đặc biệt là trước năm tuổi rất là quan trọng cho đứa trẻ Thì lý do vì vậy mà việc phát hiện sớm để can thiệp sớm thì giúp cho đứa trẻ có thể hòa nhập được cộng đồng tốt hơn thì thì phụ thư kỹ thì hẳn có nhiều cái là là hồi chứng thì việc chẩn đoán á thì là thì hôm nay mình chỉ tập trung cái phần là di truyền thì ở đây mình ngang mức độ là như vậy như vậy vai trò của nhà di truyền học ở đây rất là quan trọng đó là một số thông tin mà muốn chia sẻ với bạn chị về cái là rối loạn của phổ thời kỷ và hiện tại thì mình đã chẩn đoán theo phương pháp chi thì hiện tại đang dùng là dm mà năm và trước đây thì mình dùng dm mà bốn và dm mà năm thì giữa cái điện mà năm và dm mà bốn thì hẳn cũng có cái là uh, hơi khác biệt trong khi dm mà bốn thì mình là phát hiện thể từ kỷ uh, từ kỷ mà chia uh, chiên nhiều mức độ ở uh, chất là nhiều cái thể còn DM5 thì khác biệt hơn chút là mình chia được mức độ trả tự kỷ thì cũng giúp ích trong việc can thiệp là uh, mức độ từ mức độ 1, 2, 3 uh, là nhẹ vừa và nặng cho bệnh nhân thì từ đó can thiệp cho bệnh nhân. Thì uh, hơn một số thông tin chia sẻ thêm về việc là tự kỷ liên quan tới ý, di truyền còn lại uh, yeah. Em cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích từ bác sĩ Văn Anh. Và chúng ta sẽ còn gặp lại bác ở phần giải đáp thắc mắc ở phần sau của chương trình. Và bác sĩ Văn Anh cũng như là ban tổ chức cũng mong được nhận được những cái câu hỏi, những câu phản hồi, những điều mà các anh chị cần thắc mắc trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì mọi người đừng ngần ngại để lại những cái câu hỏi của mình ở phần cung chat để ban tổ chức có thể hỗ trợ mọi người một cách hữu ích nhất cũng như là nhanh chóng nhất trong buổi ngày hôm nay nha. phần tiếp theo thì Hạnh xin chia sẻ với mọi người một cách kỹ hơn đó là nếu mà khi chúng ta đã có những cái công cụ ví dụ như là DSM-5, uh, DSM-4 trong cái việc là chẩn đoán phổ tự kỷ, thì ngoài ra nó sẽ còn một công cụ nữa đó là những cái báo cáo về di truyền học. Thì ở đây Hạnh sẽ cùng với các anh chị đi qua một chút về báo cáo tự kỷ di truyền thì cụ thể là báo cáo này nó sẽ có những cái thông tin gì và nó giúp cho các anh chị những cái điểm gì để hỗ trợ các trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ một cách tối ưu nhất. Uh, như bác sĩ Văn Anh có chia sẻ với chúng ta, thì đối với di truyền mảng tự kỷ này thì gen tác động có thể là tới 40 đến 80% và thậm chí một số nghiên cứu gần đây cho thấy là đối với mức độ tác động của gen tới biểu hiện ra ngoài của rối loạn của tự kỷ có thể chiếm tới 80 đến 90% và trong đó các nhà khoa học ước lượng là có khoảng 100 gen chính liên quan tới rối loạn phổ tự kỷ này. Uh, ASD. Thì mọi người hình dung như thế này ạ, à, 100 gen nhưng thực ra là cái công việc của các nhà khoa học sẽ làm như thế nào? thì mình hình dung là mỗi gen nó giống như một cái đoàn tàu vậy đó và trên đoàn tàu nó sẽ có từng toa ha thì hạnh ví dụ như là sẽ có những cái tàu S1, S2, S3 thì nó sẽ giống như là cái gen A, gen B, gen C thì trên những cái đoàn tàu như vậy nó sẽ có những toa ví dụ như là toa ghế cứng này, toa ghế mềm, toa giường cứng, toa giường mềm chẳng hạn thì công việc của các nhà khoa học tức là trên những cái đoạn gen cũng giống như toa tàu vậy đó các nhà khoa học sẽ đọc từng cái vị trí cụ thể trên gen cũng giống như những cái toa trên đoàn tàu và chúng ta có thể thấy là ở đây mặc dù là các nhà khoa học đánh giá là có hơn 100 gen chính tác động tới rối loạn của tự kỷ, nhưng thực ra công việc của các nhà khoa học sẽ rất rất là nhiều. Người ta sẽ đo lường tới tầm khoảng là khoảng là 3.000, 4.000 hoặc là thậm chí 5.000 những cái thay đổi di truyền tức là từng cái vị trí nhỏ ở trên các toa tàu của các cái gen như vậy. Thì những cái vị trí rất nhỏ như vậy các nhà khoa học sẽ gọi một cái tên gọi là các cái biến thể và khi các anh chị đọc một cái báo cáo về từ kỹ nó sẽ có chia thành phân loại những cái nhóm biến thể đó là đầu tiên chúng ta sẽ có là biến thể gây bệnh thường nó sẽ hiện màu đỏ cho các anh chị đây là những cái biến thể cảnh báo và đặc điểm của những cái nhóm này nó sẽ gây ra một cái bệnh nào đó trực tiếp hoặc là những cái biến đổi bất thường nhóm thứ hai đó là những cái biến thể bất lợi tức là những biến thể nó không gây bệnh trực tiếp nhưng nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc một cái bệnh nào đó nhóm thứ ba đó là những biến thể chưa rõ chức năng đây là những biến thể mà các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân hoặc là những cái tác động của nó gây ra bệnh hay không. Và cần những cái nghiên cứu tiếp theo để làm rõ những biến thể này. Và biến thể th cuối cùng, biến thể thứ tư, chúng ta hay thấy trong báo cáo đó là biến thể bảo vệ. Tức là những biến thể giúp chúng ta làm giảm hoặc là trì hoãn thời gian khởi phát của một nguyên nhân gây bệnh nào đó. Thì đây là những cái biến thể nông na hành gọi đó là những cái toa tàu ở trên đoàn tàu gen của chúng ta gây ra một cái vấn đề sức khỏe nào đó cho cơ thể của con người ạ. À. À, thì để cho mọi người dễ hình dung hơn, thì hạnh xin phép à, cùng với các anh chị đi qua một cái báo cáo mẫu của à, phần liên quan tới đánh giá nguy cơ từ kỹ di truyền tri để mọi người hình dung rõ hơn là trong báo cáo này, à, các báo cáo về xét nghiệm di truyền nó sẽ cung cấp cho anh chị những thông tin nào. Thì đây ạ à, trên màn hình các anh chị có thể thấy là đây là báo cáo geotism đánh giá nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ thì báo cáo này sẽ áp dụng cho các bạn tầm độ tuổi từ 0 đến 8 tuổi và đến 18 tuổi và đồ báo cáo này chúng ta sẽ chia thành hai phần phần đầu tiên đó là phần tổng quan uh, gồm hai trang đầu tiên dạ, bắt đầu từ trang biểu đồ và trang sau thì hai trang đầu tiên này sẽ nằm trong phần trang tổng quan thế thì trang tổng quan này sẽ cung cấp cho chúng ta nội dung đầu tiên đó là điểm số đa gen điểm số tác động của tất cả các cái gen liên quan tới yếu tố về tự kỷ này và ở đây các anh chị lưu ý giúp hạnh là trong báo cáo này thì Genetica hiện tại đang phân tích là 3.123 biến thể. Chúng ta có thể thấy ở phần dưới nữa là có 48 gen. À, thì đó giống như là số lượng uh, số lượng tàu ấy. Nhưng mà đối với số lượng các toa tàu, các nhà khoa học phải nghiên cứu và đọc ra báo cáo này là tới 3.123 những biến thể để cho ra kết quả về điểm số đa gen liên quan tới số lọ phủ từ kỹ này. Và trong báo cáo này đầu tiên chúng ta sẽ có cái điểm số tổng hợp đa gen như trong trường hợp này chúng ta có điểm số đa gen là 5,1 và ở nguy cơ ở ngang mức trung bình, gấp một lần so với bình thường là ngang mức trung bình. Ngoài ra báo cáo sẽ phân tích cho anh chị là số lượng những biến thể bất thường, biến thể gây bệnh, uh, những biến thể bảo vệ. Và chúng ta sẽ có một cái khung tổng hợp là những cái gen nào nó tác động và những biểu hiện nào chúng ta cần lưu ý. Trong đó mình sẽ tập trung vào biến thể gây bệnh và biến thể bất lợi hay là biến thể tăng nguy cơ nếu có. Ví dụ trên màn hình anh chị sẽ thấy là đối với cái gen này nó gây ra hội chứng Asperger hoặc là cái gen sau nó có thể làm tăng nguy cơ liên quan tới gen phát triển uh, các yếu tố về ngôn ngữ. Như vậy thì những cái gen này nó tác động cơ chế và cái khuyến nghị uh, đưa ra để chúng ta có thể làm kìm hãm cái thời gian khởi phát của các gen đó ra làm sao. Thì mình sẽ đọc tiếp ở phần kết quả chi tiết trong báo cáo. ạ uh, Những cái chỗ mà nhiều chữ như thế này thì nó sẽ thường là những cái thông tin chi tiết mà các anh chị cần lưu ý. Ví dụ như hồi nãy chúng ta đọc cái gen đầu tiên nó liên quan tới hội chứng Asperger thì thông thường hai cái đoạn đầu tiên uh, trong báo cáo sẽ phân tích cho anh chị là cái nguyên nhân lý giải tại sao cái gen đó cũng như là cái biểu hiện của hội chứng asperger là như thế nào và đến cái dòng cuối cùng cái đoạn cuối cùng thì thường nó sẽ cung cấp cho anh chị khuyến nghị kèm theo ví dụ trong trường hợp này thì các bạn sẽ cần gắn những cái phương pháp trị liệu với những cái sở thích tự nhiên của trẻ vào cái kỹ năng xã hội thì hạn đơn cử ví dụ một số trường hợp mà Genetica đã gặp rồi có những bạn là bạn chỉ thích ô tô thôi hoặc là có những bạn mà chỉ thích robot thôi thì trong trường hợp các bạn có những cái đặc điểm riêng biệt như thế thì trong trường hợp này phụ huynh có thể hỗ trợ con là mình sẽ giới thiệu con về những cái gương mặt hoặc là những cái biểu hiện hoặc là những cái trạng thái cảm xúc dựa theo cái nhân vật ô tô mà các bạn ấy ưa thích thì tức là chúng ta sẽ kết nối những cái sở thích tự nhiên của con vào những cái kỹ năng xã hội thông thường của trẻ cần được hỗ trợ. Hoặc là với cái biến thể cuối cùng chúng ta thấy là đối với các bạn này liên quan tới yếu tố về gen phát triển ngôn ngữ. Uh, trong rối loạn phổ tự kỷ bạn này có những cái nguy cơ tăng cao với các vấn đề về ngôn ngữ thì nếu chúng ta biết được những cái thông tin này thì cách chúng ta tiếp cận với con nó sẽ một cách dễ dàng hơn nhẹ nhàng hơn uh, ví dụ như là ở đây mình sẽ thấy thông tin là uh, cần cho bạn ấy nói chuyện trong một cái môi trường thư giãn và không phải lo lắng hoặc là không phải đề cập tới cái việc là con cố gắng con nói hoặc là con phải thể hiện ra cái bước tiếp theo là cho bạn ấy nói những từ hoặc là câu đơn giản với một người thôi chứ không phải là cần rất nhiều người và đến phần cuối cùng đó là sẽ nói thành những cái câu hoặc là nói chuyện với nhiều người hơn khi con đã quen thì với những cái thông tin này cũng như là những cái biểu hiện khác thì hạnh thấy là nó giống như là một cái nguồn cung cấp thông tin cho quý vị phụ huynh để chúng ta hiểu và từ khi hiểu thì mình biết là cái vấn đề của con ở đâu để mình thương con và hỗ trợ con can thiệp con một cách hiệu quả hơn và phần dưới thì anh chị sẽ thấy liệt kê ra những danh sách những cái gen tức là những cái đoàn tàu chúng ta có còn số lượng những cái hoa tàu thì là ở phần trên nè à tới 3.123 những cái toa tàu, những cái biến thể mà Genetica có phân tích trong báo cáo GLT dầm này. Thì trong báo cáo GLT dầm này, ngoài thông tin về điểm số đa gen, thì nó sẽ còn cung cấp cho anh chị những cái thông tin về những cái thay đổi, những cái biến thể tăng nguy cơ, những biến thể gây bệnh có hay không, hoặc là những biến thể bảo vệ. Thì một số kết quả nổi bật như ở đây hẳn thấy, và mọi người có thể thấy trên màn hình, như là hội chứng Asperger này chúng ta thấy có gặp này, hoặc là những cái vấn đề liên quan tới ngôn ngữ ngoại ra thì có một số bạn có những cái biểu hiện thường gặp ví dụ như những cái vấn đề về kỹ năng giao tiếp kỹ năng ngôn ngữ một số đặc điểm khác mà phụ huynh sẽ cũng rất cần lưu ý và đôi khi là đây là những cái trường hợp hiếm nhưng mà vẫn có xuất hiện trong báo cáo Giotism dầm à, ví dụ như là có những bạn mang những cái trang liên quan tới yếu tố về động kinh thì phụ huynh sẽ cần lưu ý tới các vấn đề về chất ngủ của con có bị rối loạn hay không thì đây là những cái triệu chứng chúng ta cần biết sớm theo dõi sớm cũng như là chia sẻ với Uh, bác sĩ hoặc là những chuyên gia can thiệp. Uh, rồi thêm một cái vấn đề nữa, ví dụ các bạn có mang những cái gen liên quan tới dị tật đầu nhỏ, có một số bạn khác thì mang những cái gen liên quan tới dị tật đầu to. thì trong những cái trường hợp như vậy thì bên cạnh cái việc là chúng ta đi thăm khám ngay từ đầu, thông thường là phụ huynh sẽ có cái hướng là kiểm tra chỉ số cân nặng, chiều cao của các con. thì với các bạn mang những cái gen này, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra thêm các chỉ số về yếu tố vòng đầu nữa. như vậy lợi ích của một cái bản báo cáo về xét nghiệm gen nó sẽ cung cấp cho các anh chị thứ nhất là cái nguyên nhân về rối loạn của thực kỷ có phải là đến từ yếu tố di truyền hay không. Cái thứ hai, nó sẽ cung cấp cho mọi người đó là con, liệu con mình có mang những cái biến thể gây bệnh hoặc là biến thể tăng nguy cơ hay không. Cái thứ ba là báo cáo này nó sẽ hỗ trợ cho mình trong những cái vấn đề về can thiệp sớm, chẩn đoán sớm để tránh bỏ qua cái giai đoạn vàng phát triển của trẻ. Và các anh chị ơi thì với báo cáo xét nghiệm xe này nếu mà chúng ta có quan tâm thì có một điểm ở đây đó là nếu mà chúng ta làm những cái xét nghiệm này cho con ấy thì sẽ không phải can thiệp hoặc là không phải lấy máu đâu mà ở đây trên màn hình anh chị sẽ thấy là có một cái bộ thu mẫu và chúng ta sẽ thu mẫu uh, những cái việc để, để đánh giá kết quả xét nghiệm gen thông qua cái mẫu nước bọt dành cho trẻ và đây là những cái phương pháp không phải xâm lấn và không làm cho các bạn bị tổn thương đối với những đứa trẻ cần rất là đặc biệt quan tâm này rồi uh, thì uh, với cái phương pháp lấy mẫu máu nước uh, lấy mẫu nước bọt để xét nghiệm gen thì trong thời gian vừa qua uh, Genetica vinh dự được đồng hành cùng bệnh viện Trung ương Huế uh, để thực hiện một cái dự án nghiên cứu mới về uh, tự kỷ di truyền đã được đăng tải nghiên cứu này trên tạp chí này thì phần tiếp theo thì hạnh xin phép là mời thạc sĩ cường sẽ cùng với chúng ta chia sẻ về cái nghiên cứu mới thú vị này uh, để nó quý vị chị, chúng ta trong buổi sáng hôm nay ạ. À. alo Dạ yeah, rồi, nghe uh, tiếng hiệu rồi cường ơi. Ok rồi thì uh, cảm ơn bác sĩ Văn Anh và cảm ơn bác sĩ Hạnh. Thì với những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật ngày nay á, thì vừa rồi mình cũng có ở JTC cũng kết hợp với bệnh viện Trung Hương, Huế và làm một cái nghiên cứu về thu tập 254 các bạn trẻ, à, các bạn tự kỷ và cái nghiên cứu này đã được công bố ở trên tạp chí Nature là một tạp chí với một cái mạng lưới chuyên gia đánh giá mạng lưới chuyên gia nghiên cứu khá là cao cấp và trong các cái lĩnh vực khoa học tự nhiên, tâm lý, y khoa và kỹ thuật thì đây là một trong những tạp tập chí hàng đầu liên quan về khoa học tự nhiên, tâm lý học và y học. Thì với cái nghiên cứu Nature này, Genetica đồng hành cùng bệnh viện Trung ương Huế và đã phân tích được trên 242 trẻ tự kỷ theo thông tin từ bệnh viện. Uh, thực tế là mình có thể làm hơn là 254 nhưng mà công bố thì là 242 cái công bố này sẽ được công bố trên Cleanva vào một cái thư viện công bố này của mình đã được công bố trên một cái thư viện gọi là thư viện Gen và Genetica đã phát hiện được 24 biến thể được tìm thấy 24 đột biến này mới có thể là phổ biến trong 24 này thì chín trong số 24 biến thể này đã được biết đến trước đây là nghiên cứu là liệt có liên quan chặt chẽ với tự kỷ với uh, hội chứng phổ tự kỷ một số trường hợp còn tự kỷ nghiêm trọng trong nghiên cứu còn được phát hiện những cái đột biến này tuy nhiên là khi mà sàng lọc lại và um, so với các bạn mà so với những bạn nhỏ mà bộ gen mà của trẻ Việt Nam của khách hàng của Genetica thì những cái đột biến này lại rất rất là hiếm có những đột biến mà không phát hiện ở các bạn cập bao giờ Đó. thì tại sao lại có cái sự khác biệt này có nhiều được biến rất nguy hiểm nhưng mà nó khác biệt và nó rất hiếm trên không phổ biến trong thực tế thì do cái sự đa dạng của số loạn phổ tự kỷ giống như bác vân anh có nói phổ tự kỷ nó đến từ rất nhiều cái cái triệu chứng và cái biểu hiện khác nhau có những cái rất là nặng vậy thì có những bà mẹ sẽ biết được là bạn nhà mình thực thể nhẹ để mình có thể can thiệp qua ngôn ngữ can thiệp qua hình ảnh hay can thiệp qua tâm lý xã hội là được nhưng có những bạn nếu mà mang những cái đột biến mà có thể như phát hiện trong những nghiên cứu này và ví dụ như kiểu mất tính lực một phần thì sẽ cần những cái xét nghiệm đo tính lực những cái xét nghiệm này sẽ khá là khá là costly khá là khá là đắt và không phải ở ở đâu ở đâu hay bệnh viện nào cũng có thể tiếp cận được thì mỗi những cái thể nó sẽ nặng và bà mẹ sẽ cần có thể chuẩn bị tâm lý để để theo cùng có cái con lâu hơn một số cái đột biến trong nghiên cứu mà đã được phát hiện có thể được kể đến và cái tần suất của nó và mọi người cũng có thể xem một cái, vài cái ví dụ ở đây có những đột biến sẽ liên quan đến thiểu năng trí tuệ có những đột biến liên quan đến tự kỷ nói chung cái phổ tự kỷ nói chung có những cái liên quan đến thiểu năng trí tuệ liên quan đến can thiệp ngôn ngữ có những bạn liên quan đến hành vi lập đi lập lại một cái hành vi lập đi lập lại vô nghĩa um, có những bạn liên quan đến mất thính giác một phần và thậm chí có thể không có triệu chứng và cái này chỉ được phát hiện khi mà và chỉ được xác nhận lại khi mà mình sử dụng cái phương pháp gọi là đo đo tính lực cho các bạn đấy và có những cái can thiệp sử dụng vitamin cũng có thể liên quan đặc biệt là vitamin B12 à, cũng có thể can thiệp được từ sớm cho các bạn nhỏ với những cái thể nhẹ hơn Vậy thì cái nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu bước đầu à, của Triathica kết hợp với à, Bệnh viện Trung ương Huế và là cái bước đầu năm năm mình sẽ là gọi tên những cái đột biến ở thường gặp ở các bạn trẻ tự kỷ ở châu á nói chung ở việt nam nói riêng nghiên cứu thứ hai là từ những cái đột biến này mình sẽ quay về cái thư viện gen và mình sẽ tìm lại nên là cái độ phổ biến của nó như thế nào và cái mức độ tác động của nó ra làm sao so với cái thư viện gen trên thế giới mà các nghiên cứu trên thế giới họ đã làm rồi thì mình sẽ đối chiếu lại và mình sẽ đi sâu hơn vào những cái đột biến mà mình đã phát hiện được thì lợi ích của cái nghiên cứu sẽ có ba lợi ích chính và cần tổng hợp ở đây một là mình sẽ xác định được cái sự kết hợp giữa gen liên quan đến các biến chứng tự kỷ và càng uh, tăng hơn giống như bác Vân Anh nói đó là di chuyển từ tự kỷ nó từ 70 đến 90 phần trăm liền thứ hai đó là mình sẽ giúp tiên lượng được những cái triệu chứng hay là những cái biến chứng hoặc là những cái dấu hiệu có thể gặp sớm và từ đấy có thể sẽ giúp can thiệp hay còn hôm na là can thiệp trúng đích hơn thay vì là nếu như mà một bạn đã được chẩn đoán tự kỷ thì mình sẽ phải đi làm từng cái xét nghiệm khác nhau một đến mỗi một nơi mình sẽ làm một cái xét nghiệm khác nhau rất tốn thời gian và rất tốn về tài chính cũng như về tâm lý hay là về cái sự kỳ vọng hay là hy vọng của gia đình sẽ thay đổi qua từng cái bài xét nghiệm đó thì bây giờ mình có thể sẽ giới hạn lại và mình sẽ trúng đích hơn một chút và cái thứ ba đây sẽ tiền để cho những nghiên cứu tiếp theo không chỉ là cái bài nghiên cứu thứ hai mà Jessica sẽ đi sâu hơn mà thậm chí đây có thể là một trong những tiền đề cho những nghiên cứu về trẻ tự kỷ khác và những cái đội ngũ phòng lao nghiên cứu khác ở Việt Nam có thể được tiếp cận và chính xác hơn cho kỳ gen của người châu Á. thì trên đây là những cái lợi ích của những cái nghiên cứu đầu tiên được công bố ở trên một trong những tạp chí khoa học uh, uh, uy tín hàng đầu trên thế giới giữa Genetica và bệnh viện trung ương Huế. Rồi uh, giới thiệu qua như vậy, còn chắc là để có câu hỏi thì mình sẽ đi sâu hơn. Đã, xin cảm ơn. Cảm ơn thầy sĩ cường với những chia sẻ về uh, nghiên cứu vừa rồi uh, của Genica và nhận được đồng hành cùng bệnh viện Trung ương Huế. thì phần tiếp theo hạnh nghĩ sẽ là cái phần mà các anh chị uh, chúng ta mong đợi rất là nhiều uh, là cái phần liên quan tới giải đáp các thắc mắc. Uh, thì ưu um, tiên đầu tiên sẽ là dành cho các anh chị đã đăng ký cũng như là gửi những cái câu hỏi về cho chương trình. ngoài ra thì uh, ban tổ chức uh, cũng rất là mong nhận được những cái câu hỏi của anh chị ở trong phần uh, uh, chat và hạnh thấy là cũng có khá, khá những câu hỏi các anh chị có đặt ra ở đây cho ban tổ chức rồi thì ban tổ chức cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều và cũng sẽ dần dần chúng ta sẽ được giải đáp trong buổi ngày hôm nay ạ à. thì câu hỏi đầu tiên à, chúng ta sẽ đến với câu hỏi này và em nghĩ là em sẽ cần nhờ sự hỗ trợ từ bác sĩ Văn Anh ạ à. câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là um, bác sĩ có thể chia sẻ về lộ trình can thiệp cho trẻ theo từng mức độ và độ tuổi liên quan tới trẻ tự kỷ được không ạ à? à được um đầu tiên hết á là cái việc quan trọng nhất là mình phải chật đoạn đúng cả từ kỳ thì bắt đầu mình mới can thiệp được cho bệnh nhân hả? thì uh, cái việc uh, tuy nhiên á không phải khi nào mình cũng chật đoạn đụng hết cho cả từ kỳ cả Lý do là vì mình chỉ sử dụng theo hướng là mình áp vô tiêu chuẩn hiện tại mình chật đoạn trả từ kỳ á là mình dựa theo là theo đèe m năm hoặc đèe M4 hả tức là, đẹp mà hướng là kia, kia ấy, à, để mà hưởng là sổ tay thống kỳ EQA của Hoa á, phải áp dụng hết tất cả mọi đất nước thì mới có thể sử dụng được. Có tư đó người ta đã đưa ra những cái phương pháp chẩn đoán ví dụ ADOS, START vân tức là có những cái cách để mình chẩn đoán. À. Tuy nhiên nói cho cùng thì họ cũng vừa vô gọi là lắm xa không phải là không phải là giống như là những cái trực, uh, dựa vào những cái kết quả như một số bên khác là mình chỉ dựa vào những cái kết quả ví dụ mình xét nghiệm viêm phổi thì mình chụp phim mình thấy có tổn thương chẳng hạn thì mình chắc chắn là viêm phổi rồi thì đối với từ kỳ gọi là phổi thì là dựa vào những triệu chứng đó mà triệu chứng đó thì đôi lúc là mình phải được phải đánh giá đi đánh giá lại nhiều lần chứ không phải là một lần mà mình là đánh giá được cho bệnh nhân và cái người chẩn đoán là cần phải học và cần phải học nhiều lần rồi phải học cái phương pháp để chẩn đoán tốt nhưng mà dù sao thì hắn vẫn có những cái sai số chứ phải khi nào mà cũng là chính xác hoàn toàn cả nên cái việc mà mình nghĩ là xét nghiệm gen là gen cho bệnh nhân rất là ý nghĩa trong cái việc là mình khẳng định lại thật sự đó là tự kỷ hay không thì cái đó mình đưa ra lộ trên can thiệp cho bệnh nhân thì càng quả rất là quả tốt ha vì thì uh, có khi mà bạn đã chẩn đoán xác định rồi đứa trẻ tự kỷ rồi ha? bởi vì đi trên lâm sàng gọi là có hội chứng gọi là pseudo là, gọi là già tự kỷ tức là lâm sàng cũng có những đứa trẻ ví dụ như hắn cũng uh, rối loạn uh, ngôn ngữ hắn cũng mất giao tiếp rồi cũng có hành vi rập khuôn nhưng mà thật sự hắn không phải mà gọi là già tự kỷ hay là gọi là uh, mình mình biết đó giữa cái tự kỷ với những cái biểu hiện khác nên việc quan trọng nhất là mình phải chẩn đoán xác định mà khi mà với cái việc phát triển ra cái chứ đó mình chưa chưa mình cái việc vì vậy mà mình làm cái dự án dự án kết hợp đấy rất là quan trọng cái việc là xác định à, đứa trẻ nữa ăn từ kỳ văn biển mang những cái rán đột biến như vậy rất là ý nghĩa thì uh, sau khi mình chẩn đoạn đứa trẻ từ kỳ rồi thì mình cần phải loại trừ thì uh, là đứa trẻ đó có bị điệt thực sự hay không thì, bởi vì khi mình không nghe được thì mình sẽ không ngoại được mình hay nói là cấm điệt nhưng mà thực ra điệt trước rồi cấm mày sau huh? thì không nghe được không nói được thì không giao tiếp được không tương tác xã hội được thì tưởng chân như một đứa trẻ tự kỷ hoặc là những đứa đứa rối loạn lo âu đứa rối loạn trầm cảm vân vân là mình đã tưởng thì như vậy mình phải áp vô mà điều đúng chẩn đoạn thực sự từ kỷ thì mới can thiệp thì uh, lộ trình can thiệp là như đi thì điều tốt nhất là can thiệp trước hai tuổi thì bởi vì có vừa nói xong có trên phát triển là não bộ của mình á hả? Có quan trọng nhất là phát triển từ lúc là một ngàn ngày đầu đời từ lúc là mang thai cho đến lúc hai năm sau sinh là não bộ mực gần như phát triển hoàn thiện thì cái giai đoạn sửa chữa đó rất là quan trọng tuy nhiên nếu chồng hơn thì tuy nhiên khi từ kỳ thì thường mình phát hiện thì đứa trẻ ăn muộn từ khoảng từ 18 đến 24 tháng tuổi bắt đầu mà xuất hiện mình mới phát hiện đứa trẻ thì cái, cái mốc tiếp theo mình để can thiệp cho đứa trẻ cho đến 5 tuổi như vậy người ta có cái lộ trình là can thiệp sớm đứa trẻ là trẻ trước 5 tuổi thì rất là quan trọng bởi vì năm tuổi thì giúp cho lúc đó não bộ mình đang hoàn thiện thì mình can thiệp sớm giai đoạn đó rất là quan trọng để cho đứa trẻ có thể hòa nhập sớm được còn sáu năm tuổi thì cái việc hòa nhập đứa trẻ cũng khó khăn hơn bởi vì khi đó đứa trẻ sẽ có những hành vi và khó để tiếp cận với xã hội hơn thì nếu mình, mình phát hiện sớm đứa trẻ tự kỷ thì mình nên can thiệp sớm thì uh, tuy nhiên sáu năm tuổi thì cũng có những cái mỗi đứa trẻ tự kỷ thì hẳn sẽ có một cái chương trình đào tạo khác nhau bởi vì uh, có đứa thì là hẳn rỗ loạn hành vi là nhiều có đứa thì uh, hành vi rập khuôn là nhiều Hả? ví dụ một đứa thôi bạn uh, sĩ hành nói là đứa thì thích chơi ô tô đứa thì thích uh, cái bắn ô tô thôi chứ không phải chơi ô tô đứa thì thích là cái cọc máy chạy thôi hoặc cái ghế xoay vân vân thì mỗi bàn sẽ có những cái hành vi những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau và mình sẽ can thiệp gọi là can thiệp theo cá nhân chẳng phải là ai cũng được can thiệp chung được hết thì lý do như vậy thì ở, ở bệnh viện trung ương huế thì hiện tại là mình chỉ mới áp dụng cái cái là can thiệp sớm thôi để cho trẻ là dưới năm tuổi và sáu tuổi thôi còn trên sáu tuổi thì ở những cái chúng để hướng dẫn đứa trẻ là hòa nhập thì hòa nhập ở những cái trường là chuyên biệt Thì tuy nhiên là có một cái phần nữa đó ngoài cái chuyện là can thiệp thì là mình cần các cái bác sĩ à chị 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 thực viên chị liều viên và ông người trị liệu hoặc đồng trị liệu cho à, sau khi chẩn đoán thì những người đó sẽ can thiệp cho đứa trẻ và cái quả trên can thiệp thì cần quá trên lâu dài chứ không phải một sợ một chiều mà mình can thiệp được cho bệnh nhân và một cái đặc điểm nữa là uh, khi mình chẩn đoán đứa trẻ từ kỷ thì mình cần theo dõi đứa trẻ đó có những cái biện chứng chỉ kèm theo không cái cái mà lâu dài nhất là khi mình không nói được không giao tiếp được thì lâu dần thì trí tuệ mình sẽ giảm đi chứ không phải đứa trẻ từ kỷ là bị chậm thật trị trí tuệ hoàn toàn khác nhau chỉ vì cho lý do là mình không nói được Thế? thì lâu dài lâu dần thì mình sẽ là chậm chồng, chồng đi so với là xã hội và một cái cái nữa là trong từ kỳ hồi vừa vừa nói là có những trường hợp đơn rèn hoặc đá rèn mà kết hợp những cái biểu hiện khác thì đặc biệt là đồng kinh thì người ta thấy cái mix giữa đồng kính và tự kỷ có thể lên đến 30%. đặc biệt trong cái nghiên cứu mình thấy phát hiện ra những cái rén đồng kính rất là nhiều thì cái việc mà vừa can thiệp và vừa theo dõi thì đồng kinh thì mình sẽ là điều trị theo hướng đồng kinh thì dùng thuốc thì mà giảm được cái nguy cơ đồng kinh cho bệnh nhân và khi mà đồng kính nhiều thì nguy cơ hẳn sẽ càng thải đồng kinh và bệnh nhân có thể là nguy hiểm để tận mạng khi mà gặp cái trạng thái đồng kinh đồng thời á cái việc là bệnh nhân có thể là thiếu hụt một số vitamin đặc biệt là B12 người ta đã ghi nhận rất là nhiều trong những người đứa trẻ từ kỳ thì cái việc là rán rất là quan trọng trong cái việc mà nếu mình phát hiện ra đứa trẻ thiếu cái rán đó hoặc thiếu B6 thì mình cũng có cái rán đặc biệt là về ACN chín chẳng hạn thì liên quan tới cái đứa trẻ bị là thiếu cái rán B12 chẳng hạn thì như vậy thì việc mình bổ sung thêm thì cũng giúp ích trong cuộc quá trình trị liệu cho bệnh nhân và uh, cái việc trị liệu là hẳn kết hợp giữa mình bác sĩ trị liệu viên ha, và cái gia đình và xã hội trong cộng vực chân làm thế nào để trẻ hẳn can thiệp được Hả? một cái phần nữa là uh, khi mà mình chẩn đoán từ kỳ là mình đầu tiên hết là mình sẽ là loại trừ đứa trẻ bị giảm thị lực tuy nhiên cũng không phải khi nào mình cũng loại trừ hoàn toàn được để trẻ giảm thị lực ha bởi vì với cái với cái thịnh lực mà ở cái mức độ thấp hoặc mức độ quả cao quả tức là âm thanh quả cao thì mình vẫn có thể nghe được nhưng quả nhỏ hoặc vừa đôi lúc mình không nghe được thì cái đặc biệt là những đứa trẻ mà giảm thịnh lực một phần hoặc giảm thịnh lực mà đôi lúc nhẹ nhàng thì mình cũng không phát hiện được cái lâm sàng thì cái việc mà mình xét nghiệm gen cũng rất là quan trọng hả để mình can thiệp sâu tức là vì đó đa số trường hợp mình chỉ là uh, đó thịnh lực uh, đơn ống thôi mình nhưng mà đó thể lực thân nào hoặc là đi sâu thì mình vẫn chưa làm cho bệnh nhân chứ chống cỏ trên mình chẩn đoán hết thì mới cần phải có cái phương pháp sâu hơn để mình mình chẩn đoán thực sự đứa trẻ hẳn bị giảm thịnh lực ở mức độ mô thì vì vậy thì cái việc rán cũng rất là giúp ích cho bác sĩ lắm sang trong cái việc của trên là mình à đứa trẻ này có khả năng hẳn kèm theo đó để mình thể tiên lượng hơn cho bệnh nhân và cái quá trình mà điều trị cho bệnh nhân thì cần phải lâu dài và cần phải kết hợp nhiều cái tuy nhiên mà được về bệnh chật đoạn càng sớm thì cái khả năng hòa nhập của đứa trẻ càng tốt đặc biệt là trước hai tuổi và trước 5 tuổi kể cả là nếu được trước càng sớm càng tốt khi mình phát hiện đứa trẻ từ kỳ cái... à, thì đó một số cái chia sẻ khi quá trình mà thực hiện ở thảm bệnh ở bệnh viện. Yeah. Thì thông qua chia sẻ vừa rồi của bác sĩ văn anh thì anh cũng nhận thấy là có những cái yếu tố ví dụ như là đôi khi chúng ta sẽ bị chẩn đoán nhầm lẫn đôi khi Được sẽ kèm rồi. theo những cái vấn đề về điếc hoặc là vấn đề về động kinh thì em cũng lặp lại những câu hỏi của anh chị khách hàng thì ở đây cũng có một số câu hỏi liên quan tới các vấn đề mà bác sĩ văn anh cũng vừa đề cập luôn ví dụ như là một câu hỏi của khách hàng đã đăng ký trước thì có nhắn đó là làm cách nào để phát hiện sớm giúp đứa trẻ bị tự kỷ tránh nhầm lẫn các rối loạn khác chẩn đoán nhầm có thể dán nhãn một đứa trẻ suốt đời ngày xưa thì tôi có một đứa cháu chỉ bị chậm nói một chút nhưng đưa đi chẩn đoán thì nói cháu bị chậm phát triển sau này cháu phát triển tốt và tìm gặp lại nhà tâm lý để muốn xóa đi kết quả chẩn đoán ngày xưa hoặc là cũng có một phụ huynh khác cũng quan tâm ở trên khung uh, chat của chúng ta luôn nha thì bạn Lê Thị Thảo có hỏi đó là uh, với trẻ được đánh giá là mít giả tự kỷ thì uh, phương pháp can thiệp có khác so với trẻ tự kỷ hay không và lộ trình nào sẽ dành cho trẻ và nếu có sự sai lệch này thì về sau có ảnh hưởng đến tương lai của trẻ hay không thì vấn đề này nó sẽ liên quan tới cái việc là đôi khi các bạn bị nhầm lẫn trong quá trình chẩn đoán thì uh, bác sĩ Văn Anh có thể là chia sẻ kinh nghiệm của mình trong mạng, mạng này được không ạ? À, à được thì là mình gọi đó cái việc chẩn đoán là Ờ ừ, đối với trẻ tự kỷ hiện tại là mình phải dựa vô tháng điệp để mình mà chẩn đoán được thì cái tháng điệp á, thì cái việc mà hỏi bệnh nhân hoặc quan sát bệnh nhân thì cần phải có kinh nghiệm của cái nhà lâm sàng phải có kinh nghiệm thế? mà được phải huấn luyện tuy nhiên tất cả các mọi huấn luyện thì không phải khi nào cũng một trăm phần trăm cả thì cái việc mà mình nói là nếu được thì mới uh, nếu được thì nếu mà xác định được là làm gen cho bệnh nhân thì càng khẳng đó là một cái cái tốt cho việc khẳng định là chẩn đoán và một cái, cái uh, những cái mắc mất rối loạn rối loạn phổ từ kỷ có thể kèm theo thì à, mình sẽ một cái slide lên cái hồi cái bài uh. tức là nhiều cái cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến là đôi lúc mình nhầm lẫn tưởng chân á, là từ kỷ nhưng mà không phải là từ kỷ thì một cái cái hay gặp nhất đó là trầm trầm ngôn ngữ tức là ngôn ngữ hẳn trầm hơn so với cái mất phát triển bình thường của bệnh nhân thôi chứ không phải là trẻ từ kỳ. thì uh, cái việc trong ngôn ngữ thì dần dần nếu mình can thiệp sớm thì đứa trẻ hẳn có thể là hòa nhập được bình thường huh? tuy nhiên uh, uh, cái, cái những cái cái mà người ta thấy gọi là mix trong cái là đây đây mình sẽ sẽ cái hình đây lên cho anh chị gọi là à, sẽ sẽ vô sẽ lại chị thấy chưa dạ rồi ạ à ok tức là những cái người ta thấy á là những cái rối loạn đông mắt ha có thể gặp trên những cái đứa trẻ từ kỳ ha rồi loạn tâm thần phát triển thân kinh rồi loạn lo âu rồi loạn tâm trạng các rồi loạn hành vi tăng động giảm chú ý ADHD các hội chứng khác ví dụ hội chứng uh, Tourette Tourette được mắc lên cái nhấp nhảy á ha thiểu năng trí tuệ rồi loạn giấc ngủ đồng kinh rồi loạn ăn uống rồi loạn dài dày loạn phụng bất thường hệ miễn dịch thì đấy những cái rối loạn mà có thể kèm theo ha? hoặc là mình phải cần phân độ ví dụ đứa trẻ đồng kính hoàn toàn mà cũng có thể là kèm theo trong đứa trẻ là là bị từ kỳ chẳng hạn thì đấy những cái loại loạn gọi là loạn loạn đông mắt Thế mà theo cái nghiên cứu đấy có thể lên tới 70 đến 90% ở, ở, ở năm 2020 này Thế thì người ta đã ghi nhận như vậy thì đó là một cái cái mình muốn chia sẻ với anh chị và những cái trường hợp mà ví dụ mà lúc đầu mình chẩn đoán là chứa đụng về từ kỳ ha tức là mình gọi là mình bị giai uh, đoạn nhâm lần chẳng hạn. mà đứa trẻ mới là chồng ngủ người thôi thì nên cũng nên can thiệp ấm ngựa trị liệu cho bệnh nhân Trường đó cũng tốt tức là mình chưa mình dạng mạc cho bệnh nhân là bị sai nhưng mà cái việc can thiệp sớm trong cái đứa trẻ đó thì lại tốt cho bệnh nhân vì nếu mà mình lâu dài khi mà mặc dù mình chồng thôi nhưng mà mình không được tiếp xúc không được là tự, uh, điều trị can thiệp chứ như đứa trẻ mới chồng thì tương lai hẳn cùng chiếc đứa trẻ hẳn cùng khó khăn trong việc hòa nhập xã hội đó là một cái câu thì câu thứ hai đó là câu gì rồi, rồi dạ câu thứ hai thì cũng tương tự như vậy ạ ví dụ à... như là trong trường hợp một bạn mà được đánh giá là giả tự kỷ thì có phương, phương pháp can thiệp có khác so với trẻ tự kỷ thật hay không à... À, và cái lộ trình nào sẽ dành cho trẻ và nếu mà có sự sai lệch này á thì về sau có ảnh hưởng đến tương lai của trẻ hay không tức là ví dụ như là uh, thay vì là đúng là tự kỷ thì bạn đây là chống đoán giả thì mình vô tình ừ. mình can thiệp như vậy á, thì nó có ảnh hưởng tới sự phát triển tiến trình sau này của con không ạ à? hôm không thì vẫn tốt cho bệnh nhân tức là nếu mà đứa trẻ vô viện Vậy là lý do là trầm ngố ngư đâu tiến thể thằng sẽ chồng ngố ngư hoặc là nói không được hoặc là chưa có ngố ngư hoặc là thoại chuyện ngố ngư chẳng hạn hả à, thì là cái việc mà mình, mặc dù là nhầm lần nhưng mà cái việc là mình can thiệp nếu đứa trẻ được can thiệp sớm thì vẫn tốt cho bệnh nhân tuy nhiên á, là nếu mình nhầm lần thì mình lại bỏ sót đi những cái biến chứng mà có thể gặp cho bệnh nhân ví dụ đứa trẻ nữa là hẳn là tăng động giảm chú ý là một cái, cái biểu hiện là có thể điều trị được bằng thuốc chẳng hạn thì mình là chẩn đoán là từ kỳ thì mình chỉ có tập ngôn ngữ không thì không hợp lý ví dụ vậy đứa trẻ đó là đồng kính chẳng hạn mà đồng kính cơ bản thôi chứ không phải là đồng kính mà kết hợp ở đây là dàn đợt loạn đặc đông mắt là khác, mà chỉ có đồng kính đếm là đơn thuần không thôi ha. Thì uh, uh, hoặc là nhận đợt loạn ló ô oh, đấy là những cái gọi là đông mắt con nhận cái cái mà nói là điều đơn độc ha. Thì đôi lúc mình lại bỏ sót cái việc là điều trị thực sự cho bệnh nhân. Dạ. dạ. rồi. À, em cũng cảm ơn uh, bác sĩ Phương rất nhiều và um, đôi khi là um, cái việc mà điều trị của uh, hoặc là can thiệp của chúng ta nó sẽ còn một cái yếu tố về mặt xã hội nữa hoặc là về mặt gia đình là đôi khi kiểu như là có những phụ huynh cũng lo âu rất là nhiều Được. và đôi khi là vô tình mình giá nhãn cho con ấy thì uh, em thấy là uh, với một cái uh, phương pháp xét nghiệm gen thì uh, người ta cũng có cũng có quyết nghị là chẳng hạn như là ở mỹ à, thì người ta cũng có quyết nghị là với các bạn mà gia đình cũng có băn khoăn về những cái yếu tố này hoặc là uh, trở ngại trong quá trình chẩn đoán thì như bác sĩ cũng chia sẻ là À, thực chất là nó sẽ dựa vào cái khả năng về quan sát về lâm sàng của các bác sĩ rất là nhiều vì uh, nó Đúng sẽ đó. là một cái phổ rất là rộng và rất là nhiều triệu chứng mà đôi khi chúng ta có thể là nhầm lẫn thì Đúng uh, em cũng thấy là với chẩn đoán về rối loạn phổ tự kỷ nó cũng là một cái phương pháp rất là phổ biến ở Mỹ liên quan tới xét nghiệm gen để hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng có những cái công cụ hỗ trợ thêm uh, để mình có thể là đưa ra một cái lựa chọn chính xác nhất cho bệnh nhân của mình Đúng đúng rồi không phải chỉ là từ kỳ mà tất cả các bệnh đều mình cũng mong muốn là tìm để, được nguyên nhân đầu tiên nhá chứ con uh, uh, con lấm sang thì đương nhiên tất cả các bệnh chứ mà chỉ chỉ từ kỳ. mà đối với từ kỳ thì cái việc là mình chẩn đoán cuối cùng thì quả tốt ha? giúp xác định chẩn đoạn và mình yên tâm để mình can thiệp cho bệnh nhân và tương lai có thể điều trị được cho bệnh nhân yeah và hồi nãy thì trong cái phần liên quan tới báo cáo gen về từ kỷ thì chúng ta cũng thấy có cái gen nó liên quan tới yếu tố về động kinh và à. hồi nãy bác sĩ thì vân vân anh cũng có đề cập tới yếu tố Hiếu. về động kinh yeah. trên trên khoa yeah. của mình là cũng nhiều lắm là bệnh nhân là đang đang học can thiệp thì lễ cân có giật cũng nhiều rồi là à, hoặc là từ bên ngoài vào vân vân tức là hầu như là những được trẻ trên khoa mình là, à, khi mà vô để can thiệp từ kỷ á thì bắt đầu đều cục được làm điện não đồ để mà biết thử có nguy cơ là đồng kinh hay không trước mắt là vậy á vì nhiều ý văn như vậy thì vì cái cái rán thì hiện tại chưa chưa làm hết tất cả được cho những bệnh nhân bởi sau này đó. đó. thì cục tương lai nếu mà làm được hết thì càng tốt cho bệnh nhân dạ. à, thì em cũng thấy là một câu hỏi của một chị khách hàng có vẻ là rất rất là quan tâm và rất là tâm huyết với vấn đề liên quan tới động kinh À, này thì em xin phép đọc và nhà bác sĩ Văn Anh chia sẻ ạ, à. thì chị Nguyễn Hồng Nga có đặt câu hỏi đó là động kinh có tìm ra được gen nào chính xác vị trí ở đâu trong não bộ khi làm xét nghiệm gen hay không và nếu tìm ra được gen gây bệnh động kinh thì từ đó có can thiệp thế nào và hiệu quả ra sao liệu có chữa dứt được hội chứng động kinh thể nhẹ ở bạn trẻ nam 26 tuổi đã 10 năm mắc bệnh điều trị thuốc đã tương đối ổn. Xong nếu dùng thuốc uh, thì thỉnh thoảng có co giật chi nhẹ tình trạng này liệu có lập gia đình sinh con bình thường không và uh, sẽ ảnh hưởng tới con trai tiếp theo như thế nào? Thì xin mời bác sĩ Văn Anh hỗ uh, trợ. À, rồi kể cả cá, à, là, à, bàn của bàn là gì chứ 26 tuổi thật ra là đồng kính á, rán đồng kính thì hiện tại người ta đã ghi nhận khoảng 290 trăm là có liên quan tới đồng kinh thì một số trong những cái rán đỏ là liên quan tới từ kỳ một số rán đỏ là liên quan tới ví dụ như tạo ra những cái chất chuyển hóa tạo tế bào nào rồi một số rán liên quan tới, ví dụ như là bệnh lý ở thần bệnh lý gan mà gây tổn thương thần kinh một số rán liên quan bệnh lý tim mạch thì tất cả là người ta hiện tại trong uh, Để cái cái chứ à? Bạn, bạn đồ rèn á, thì người ta có thể ghi nhận ghi, ghi nhận theo mình biết trăm khoảng 290 ren đã ghi nhận là đột biến ren. Thì uh, có một số ren thì có thể là chưa điều trị được nhưng mà giúp ích cho bác sĩ lâm sàng lựa chọn thuộc kháng đồng tính phù hợp nhất trong cơ thể bệnh trên lâm sàng. Uh, ví dụ mình á, trước, trước đây mình chưa làm ren nhiều thì khoảng 2 năm sau gần đây thì bắt đầu mình cũng làm ren về đồng tính á, thì là giống như mình gặp một cái trường hợp bệnh nhân là vô vậy là lý do giật liên tục trong vòng 5 năm rồi ha đi rất là nhiều bệnh viện sau cái tới mình thì vì bởi vì bệnh nhân rất kháng trị nếu mà em là bệnh nhân mà 26 tuổi là em đã cũng biết rồi tức là em đã dùng thuốc kháng đông kính khá lâu rồi đúng không và thì bệnh nhân mình đã kháng trị dùng đến ba bốn loại thuốc vẫn chưa đỡ thì cuối cùng mà cuối cùng quyết định là phải tìm rèn có thể bệnh nhân đi hẳn tổn thương ran chi mà giờ vô cái ran đó mình có thể lựa chọn thuộc khả đồng kinh phù hợp nhất chứ không chưa hiện tại là chưa gọi là chưa sửa rèn hay chưa có hiệu phép ran therapy cho bệnh nhân đồng kinh một số cái trường hợp rèn therapy vẫn đang làm cho một số cái bệnh khác và dù téo cơ tụy vân vân nhưng mà hiện tại đồng kinh thì hiện tại mình chưa làm chưa có thì đó là cái bệnh nhân đó cuối cùng hẳn phát hiện ra một cái rèn là hẳn cái rán đó hẳn không thể hấp thụ đông được trên người à, và khi sau khi mình điều trị theo hướng là thải đông cho bệnh nhân và cắt thuộc hạng đông kinh thì bệnh nhân đó trở lại hoạt động bình thường đó là một cái cái thứ hai á, là muốn gặp một cái trường hợp khác là bệnh nhân đó là, là đột biến một cái gen mà hẳn không thể hấp thụ được flo tức là flo mình có trong ví dụ khuếch tay hoặc là trong cái là khi đó kẻ bệnh răng nhận hàng thì sau khi tư vấn cho người già người nhà và dùng những cái loại thuộc kháng đồng kinh mà hạn giảm thiểu uh, flow trong cơ thể và đứa trẻ hẳn cũng là giảm đi những cái kích thích từ bên ngoài thì mình nhận hiện tại là cũng giảm được cái cơn đồng kinh quay trở lại cái trường hợp của em á, là 26 tuổi rồi mà em vẫn có những cái cơn có giật như vậy đang dùng depakin liều như vậy thì liều được cũng phải chưa phải liều tối đa thì bắc kinh thì hiện tại nó cũng là một loại thuốc mà có thể sử dụng được tuy nhiên khi dùng nếu, đó là trẻ nam thì ít tác dụng phù nhưng mà trẻ nữ thì hẳn có nguy cơ tác dụng phù nhiều và như là overweight cân nặng tăng rồi buông trận đa nang rồi là rối loạn kinh nguyệt vân vân thì uh, những trường hợp như em á, thì mình nghĩ mình nên đi xét nghiệm gen thì nếu mà vì mình dùng quá lâu rồi mình dùng từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn như vậy xét nghiệm gen thì nếu mà mình phát hiện ra cái di gì, đó mà liên quan tới cái bệnh lý của mình thì mình có thể lựa chọn ví dụ người ta thấy rem đỏ là hẳn gây có có giật là cục bộ rem đỏ hẳn sẽ gây là một số rem hẳn sẽ ghi nhận là tổn thương nào dạng atacit ví dụ dạng là mất trương lực hoặc là tăng trương lực vân vân tức là bạc đô rem mỗi rem hẳn sẽ quy định tình trạng protein khác nhau protein đỏ hẳn sẽ ghi nhận được đặc điểm lắm sao thì như vậy rất là ý nghĩa trong cái việc là mình lựa chọn thuộc khả độc kính phù hợp nhất cho em và khi mình dùng thuốc kháng độc kinh phù hợp mà trong vòng 2 năm tiếp theo mà em không lên cơn nữa như vậy là em mới lăn bệnh. Còn nếu như vậy mình điều trị cứ giải dạng như vậy thì mình chưa biết được nguyên nhân là chi. Thì uh, uh, mình khuyến cáo thì mình nên xác nhận ra có thể tới gen đi, đi cao chứ là làm gen đồng kính hay chưa. Thì có thể uh, <laughs> là, là làm thêm cái mạng đi trên cái việc lâm sàng rất là tốt cho bệnh nhân. Dạ yeah hiện tại thì uh, cũng chia sẻ luôn là jdk hiện tại vẫn chưa phát triển cái mã này và hy vọng trong tương lai với những cái nghiên cứu khoa học uh, cũng như là những cái cơ sở dữ liệu rõ ràng hơn thì đây là một cái thông tin cũng như là một cái sản phẩm mới có thể là ra mắt trong tương lai trong thời gian tới ạ à. uh, một cái phần nhóm câu hỏi tiếp theo thì em thấy là cũng khá nhiều khách hàng à, à, xin lỗi là nhiều anh chị quan tâm trong uh, mảng uh, các câu hỏi gửi về chương trình đó là câu hỏi trường hợp là ví dụ có một bạn đầu mắc rối loạn tự kỷ rồi ừ. thì uh, gia đình có dự định là xin uh, bạn ký tiếp theo bạn thứ hai thì uh, một số câu hỏi tương tự như sau thì em sẽ tổng hợp lại uh, câu hỏi đầu tiên của một uh, anh chị đó là uh, anh và chị dâu tôi có bé đầu được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ uh, vậy nếu quyết định sinh bé thứ hai thì uh, đi xét nghiệm gen có sàng lọc trước và loại trừ được nguy cơ cho bé thứ hai hay không hoặc là một câu khác cũng gần gần giống như thế tức là ở đây là à, câu hỏi của khách hàng như sau ạ, à? em có bé gái đầu lòng 4 tuổi rưỡi bị tự kỷ. Nếu nguyên nhân chính là do gen di truyền thì cho em hỏi là nếu sinh bé thứ hai thì liệu có giống như bé đầu không ạ? À? Và trong thực tế là em thấy có số ít các trường hợp bé thứ hai bình thường thôi. Vậy liệu có cách nào can thiệp trước mang thai có thể là IVF để bé thứ hai không mang gen tự kỷ hay không? Hoặc là một câu hỏi khác mà em thấy ở khung chat có anh uh, uh, Tuấn Vũ Trần Hữu có đặt câu hỏi đó là à, anh chị tôi có con đầu mắc tự kỷ giờ nếu muốn sinh đứa con thứ hai thì xét kiểm gen có um, có ra được kết quả là bé có bị tự kỷ hay không thì đây là một cái câu những cái nhóm câu hỏi liên quan tới sàng lọc uh, trước sinh để xem từ bạn thứ hai có bị vấn đề về tự kỷ hay không thì uh, um, em thấy là bác sĩ Văn anh có rất nhiều kinh nghiệm rồi nhưng mà để mà uh, chúng ta có một cái góc nhìn một chia sẻ chút về gen đấy thì em xin phép là mời bạn uh, À, thật sự cường có thể là chia sẻ trước cho chúng ta và sau đó là uh, sẽ cùng kết hợp với cái yếu tố về lâm sàng và những cái kinh nghiệm của bác uh, để trả lời hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng quan tâm tới phần câu hỏi này dạ mời cường ạ yeah. uh, câu hỏi của các phụ huynh quan tâm thì cũng khá là khá liên quan đến việc đó, đó là có các bạn đầu tiên được trần đoán mắc bệnh tự kỷ rồi và nếu quyết định sinh bé thứ hai thì bà mẹ lo lắng đúng không Uh, thứ nhất đầu tiên thì để mà trả lời ngắn gọn nhất thì thực lòng khuyên là các bậc cha mẹ không nên xét nghiệm gen với mục đích là để sàng lọc và loại trừ cái nguy cơ uh, cho bé thứ hai uh, vì thậm chí trên thế giới ở những nước mà giải mã gen nó đang phát triển mạnh mẽ như ở Mỹ và ở Anh như người dân mình ở Anh nhé thì các bậc cha mẹ cũng chưa từng được bao giờ được khuyên để về lâm sàng để để xét nghiệm gen và để sàng lọc trước sinh cho cái rối loạn phụ tự kỳ cả có rất nhiều bệnh như là hội chứng đau hay là fracture X, những cái bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể đó, Thì mình có thể sẽ, sẽ nên làm cái đấy sang lọc trước sinh thì nó sẽ ok hơn um, Thứ hai là cái NIPT thì trên thế giới không, mình xét nghiệm NIPT thì PT không xác định được trẻ tự kỷ Và trên thế giới cũng sẽ không khuyến khích can thiệp sàng lọc gen IVF cho rối loạn phổ tự kỷ Genetica cũng không giải mã gen để sàng lọc IVF cho tự kỷ vì hai cái vấn đề đó về nhân đạo cũng như về vấn đề về khoa học về và nếu mà có cho dù là phôi IVF của bạn có mang hay không á thì mọi cái sự can thiệp đều nằm ở cái thời gian đó là sau khi sau khi bé đã được sinh ra đời và thậm chí là kể cả là bạn có mang gen tự kỷ hay là cái phôi có liên quan đến gen tự kỷ thì khả năng bé có một cuộc sống lành mạnh cũng hoàn toàn là điều có thể cái xác suất cũng rất rất là cao vì vậy là nếu mà bố mẹ vẫn muốn uh, làm xét nghiệm gen thì uh, mình sẽ khuyên là là nên giải mã gen cho bố mẹ hoặc là cho cho những người thân gần gũi với bạn nhà mình như như anh chị em sibling để để biết được trước được cái kết quả uh, sang sơ cao hơn đó. còn một cái vấn đề mà chị hạnh đó là câu hỏi của phụ huynh là đối với các vợ chồng quyết định sinh con có cách nào xét nghiệm can thiệp trước thì thật ra cũng hoàn toàn là không nên can thiệp trước để trẻ sinh ra không mắc dối loạn phổ tự kỷ hay không thì cũng đã trả lời trên đó là hoàn toàn là không nên dối loạn phổ tự kỷ là một cái phổ khá là rộng Đối như mọi người nhìn thấy cái slide cũng như bác Vân Anh cũng đã nhắc lại rất nhiều là cái phổ nó rất là rộng bé mà có mang gen sinh ra cũng chưa chắc là sẽ bị cái phổ mình cũng không biết là bạn sẽ thuộc cái version là thể nhẹ hay thể nặng và không biết là bạn sẽ bị dối loạn nặng hay là hoàn toàn có thể phát triển bình thường vì vậy là cái việc can thiệp trước sinh là hoàn toàn không không được khuyến khích để về mặt à, làm giảm à, yeah. xin hết rồi à, vậy thì về kinh nghiệm của bác sĩ văn anh thì sao ạ trên thế giới người ta cũng không có khuyến nghị lắm hoặc là thực tế là bác có hay gặp những câu hỏi này của phụ huynh không ạ à, mình đúng là mình cũng còn cũng thỉnh thoảng gặp đặc biệt là ờ, những cái đứa trẻ mà trẻ cái á là hay là là hay mắc tận chứng từ kỷ á thì bố mẹ luôn mong muốn à xem thêm đứa khác nữa có giống mấy giống giống đứa trẻ này không khi nào một câu đó, là hay gặp hay gặp nhưng mà thật sự thì hiện tại thì uh, uh, chưa có băng chứng là gọi là đớn ren nên chỉ có một số khoảng 10% mình trăm là đớn ren á thì cái đó mình mới là có cái liệu pháp điều trị ren là gọi là điều trị đích chứ còn nếu mà đá về thì khi kể cả mà xét nghiệm trước di truyền trước lâm tổ là PGD hay là thì cái việc đó thì cũng cái việc can thiệp tiếp cho đứa trẻ từ xa hai thì hẳn cũng có ý nghĩa nhiều thì là tuy nhiên hiện tại có một số bệnh khác chứ phải là từ kỳ mà có cái gọi là đạm dùng được liều pháp điều trị rán rồi ví dụ như SMA chẳng hạn gọi là teo có tụy chẳng hạn thì những cái trường hợp đó thì họ cũng có là làm di truyền trượt lâm tổ tuy nhiên thì là tức là làm IVF rồi xong đó là phân tích phối á à, thì nhưng mà đối với từ kỷ hiện tại người ta vẫn chưa có ý nghĩa nhiều chỉ có những một số trường hợp mà mình thấy những cái trường hợp ví dụ như là hội chứng rest năm trăm nhiễm sức thể ít ha lý quá tải giới tính chẳng hạn mà thì cái đó là người ta ghi nhận á, thì có hay không còn lại cái những cái nguyên nhân mà đã ra thì ý nghĩa cái việc mà sử dụng mình làm uh, chật đoạn trước không có ý nghĩa nhiều tuy nhiên là làm sau thì lại có ý nghĩa tức là khi đứa trẻ sinh ra rồi thì mình làm sau thì có ý nghĩa trong cái việc là mình tìm hiểu thử chật đoạn xác định đứa trẻ đó có phải từ kỳ không rồi ngoài ra là những cái cái kết hợp trên mặt lâm sàng cần làm hay không thì mình nhận thì nên là ờ, em cảm ơn chia sẻ từ bác sĩ Văn Anh và từ thầy sĩ Cường. Thì cũng rất là vinh dự trong buổi hội thảo hôm nay của chúng ta thì em thấy là có sự tham gia của bác sĩ chuyên về mảng di truyền là bác sĩ Nguyễn Thị Trang à. từ Đại học Y Hà Nội thì bác có giơ tay để đóng góp thêm thông tin cho chúng ta. Thì tiếp theo thì em xin mời bác sĩ Trang có thể giới thiệu với mọi người và chia sẻ thông tin không ạ? À? xin lỗi các bạn. và xin kính chào tất cả các quý vị uh, khách hàng cũng như là các đồng nghiệp mà hôm nay cũng có nhìn thấy một số đồng nghiệp trong ngành y cũng có mặt trong cái buổi hội thảo hôm nay thì uh, uh, thứ nhất là xin được giới thiệu là mình là là phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trang hiện nay đang công tác tại uh, Trường Đẹo Hà Nội cũng là phụ trách uh, chuyên môn phòng khám Genetica ở khu vực uh, phía Bắc Hà Nội thế thì mình rất, thứ nhất là rất là cảm ơn chị Vân Anh đã có cái bài chia sẻ rất là hay và cảm ơn các bạn ở Genetica, các bạn có những cái cái chia sẻ đến cho cộng đồng thì mình cũng công tác làm khá nhiều về về dối loạn phổ tự kỷ mình cũng có một số các cái chia sẻ về mặt di truyền khi mà cũng đọc thấy một số các cái câu hỏi của các bạn thì ví dụ như là là bác sĩ Yến có hỏi rằng là nếu mà phát hiện cái đột biến được chứng minh là đột biến mà gây bệnh xong rồi lại có thêm đột biến là có nguy cơ gây bệnh và đột biến là có khả năng gây bệnh đấy thì thì liệu uh, là mình sẽ uh, xem xét như thế nào thì cái đánh giá như thế nào thì hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái cái bệnh tự kỷ là cái bệnh mà chưa có chẩn đoán tiêu chuẩn vàng và chúng ta đang dựa chủ yếu vào các cái test tâm lý uh, và dựa theo cái tiêu chuẩn của DSM5 uh, thì cái xét nghiệm di truyền nó giúp cho cái vấn đề đó là chẩn đoán phân biệt chẩn đoán phân biệt ở đây là chẩn đoán uh, xác định được là là cái nguyên nhân cơ chế nó từ đâu để chúng ta có thể cái biện pháp can thiệp điều trị thì với cái câu hỏi của bác sĩ Yến uh, là cái câu hỏi đấy thì nó là bệnh đa gen đa nhân tố như là bác sĩ Hạnh cũng như là bác sĩ Vân Anh có nói ấy, thì uh, genetica thì các bạn ấy có một cái kết quả mà cái phần lúc nãy bác sĩ Hạnh có có chia sẻ đấy chính là tính cái tỷ lệ gọi là chỉ số đa gen chỉ số nguy cơ đa gen như vậy thì nếu mà một trường hợp một người bệnh hoặc là một em bé mà khi mà được uh, xét nghiệm gen và có nhiều gen trong đó có những gen là khẳng định là có nguy cơ cao uh, có những gen thì là là chưa rõ nguy cơ ví dụ như thế thì uh, chúng ta sẽ tính cái sự tương tác gen đó và uh, căn cứ vào các cái nghiên cứu trên thế giới để mà người ta đưa ra được là cái nguy cơ mắc uh, ở chả tự kỷ thì cái này là một cái mà tôi đánh giá cao của các cái xét nghiệm của Genetica, cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà liên quan đến cái vấn đề các bạn trả lời về cái vấn đề uh, uh, hỗ trợ sinh sản IVF đối với lại các cái trẻ uh, tự kỷ ấy thì uh, cũng xin được uh, trả lời luôn thì bổ sung một chút uh, của bác sĩ Vân Anh thì đúng là mình uh, với các cái trẻ tự kỷ nó là bệnh đa gen thì mình rất khó để mà uh, mà mình trả lời một câu trả lời cho khách hàng hoặc là người người nhà của các trẻ tự kỷ rằng là là đứa trẻ thứ hai nếu làm IVF sẽ không là không mắc trẻ, là tự kỷ nhưng mà ngày nay thì xét nghiệm gen mặc dù Genetica của chúng ta là đang làm cái gói là 3.125 gen là gần như là tất cả các cái gen mà đã được chứng minh là có liên quan với lại rối uh, loạn tự ký. Uh, nhưng mà chúng ta có thể mở rộng thêm nếu mà chúng ta làm cái uh, cái IVF thì chúng ta có thể làm cái xét nghiệm của Genetica đây là cái xét nghiệm mở khóa các gen đấy thì cái xét nghiệm đó là giải trình tự toàn bộ bộ gen và À, chúng ta xác định được cái đột biến nào là cái đột biến mà được chứng minh là gây bệnh và ở trên cái đứa trẻ được kỳ đó và sau đó sẽ làm ngược lại bố mẹ uh, của trẻ đó nếu như chúng ta khẳng định được rằng là nguyên nhân ở cái em bé bị tử kỷ này là do cái đột biến gen này thì chúng ta có thể làm PGTM tức là PGT là cái uh, chẩn đoán trước làm tổ đối với lại cái đột biến đó và chúng ta cũng có thể loại trừ được uh, cái nguyên nhân ít nhất là cái nguyên nhân mà cho một em bé tự ký giống như người anh hoặc người chị của nó đã mắc và còn với cái bệnh lý động kinh thì bệnh lý động kinh nó là một cái bệnh cũng là đa gen đa nhân tố và ngày nay thì như chúng tôi gặp rất nhiều bệnh lý động kinh thậm chí là làm đến toàn bộ cái bộ gen vùng mã hóa thì cũng không ghi nhận được những cái đột biến mà đã chứng minh cái cơ chế rõ ràng À, tuy nhiên thì à, ngày nay xét nghiệm mở rộng đấy như tôi nói là cái xét nghiệm mở khóa của genetica đấy là nó cũng giải mã toàn bộ bộ gen thì chúng ta cũng có thể là là sử dụng những cái xét nghiệm đó để mà chúng ta à, mở rộng thêm và có thể đánh giá được những cái nguy cơ Ở đây là chỉ Ủa. bổ sung thêm để cho các thầy cô thấy rằng bởi vì chúng tôi cũng có một cái nghiên cứu chung giữa các nhà di truyền các bác sĩ tâm thần và các bác sĩ nhi khoa à, thì cái xét nghiệm gen giúp cho vấn đề đấy là ví dụ như là khi mà cái trẻ bị rối loạn tự kỷ là cái nguyên nhân rối loạn ngôn ngữ chẳng hạn đấy nếu mà nguyên nhân từ ngôn ngữ kể cả mà chúng ta có chẩn đoán nhầm là bạn ấy bị rối loạn ngôn ngữ hay là không không phải hay là bị rối uh, loạn tự kỷ thì uh, các bác sĩ lâm sàng người ta cũng chỉ can thiệp vào cái phần là là can thiệp vào rối loạn ngôn ngữ thôi nó cũng sẽ không có những cái ảnh hưởng khác hay là bị là rối loạn chức năng thần kinh của nó bụng vân vân thì cũng thì chúng ta sẽ tập trung can thiệp vào cái triệu chứng đó thì đây là những cái mà cũng xin được bổ sung thêm thôi về cái phần kiến thức di truyền để cho các cái đồng nghiệp cũng như là các khách hàng như là của Genetica hiểu rõ thêm về cái giá trị của cái xét nghiệm gen và khẳng định rằng là khi mà có xét nghiệm gen thì ví dụ như chúng tôi khảo sát ở cái trung tâm Kazu là cái trung tâm đào tạo và hỗ trợ cho trẻ rối loạn tự kỷ cũng rất là lớn ở Việt Nam của chúng ta thì khi mà chẩn đoán các bạn đều rất là là ủng hộ cái xét nghiệm này bởi vì là khi đó thì đưa ra được cái 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 giá trị của cái xét nghiệm gen đó đấy thì đây là cái uh, rất là cảm ơn tất cả các cái quý vị đấy, thì uh, xin được uh, cảm ơn bác sĩ Yến về cái câu hỏi cũng khá là hay vì thật ra là bác sĩ Yến là chuyên gia về di truyền uh, tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho nên là cũng muốn là là trả lời hỗ trợ cho các bạn một chút bởi vì bác sĩ Vân Anh là chuyên về lâm sàng và xin cảm ơn các bạn và cảm ơn chị Vân Anh ạ. Yeah, không em không cảm, không cảm ơn bác sĩ Trang dạ. đã rất là tâm huyết uh, chia sẻ với chúng ta yeah. um, Thì hồi nãy cũng có uh, thì thấy là bác Trang cũng có nói về dịch vụ và em có nhìn ở phương, phương chat thì cũng có một số anh chị quan tâm tới vấn đề về dịch vụ về xét nghiệm gen về quá autism này uh, đánh giá nguy cơ tự kỷ thì uh, em xin phép trả lời nhanh thôi uh, Một số anh chị quan tâm ví dụ như là bạn anh có hỏi là nếu lấy nộp nước bọt thì có cần lưu ý gì trước khi lấy hay không thì chúng ta sẽ có thực hiện tám không có ghi ở trong cái phần thông tin về bộ lấy mẫu của chúng ta ạ à. tức là chúng ta sẽ không ăn này không uống nước này hoặc là không đánh răng chẳng hạn à, một số cái ví dụ thoa son thì có thể là dùng cho người lớn hơn thì sẽ có tám cái không đó ở trong uh, phần hướng dẫn lấy mẫu cho quý anh chị cho nên quý anh chị yên tâm à, một câu hỏi khác nữa là cũng có bạn Lê hỏi là À, em ở Hà Nội thì có đơn vị nào phân tích uh, về gen như thế này hay không? thì chị xin chia sẻ với anh chị là uh, nếu anh chị có quan tâm tới dịch vụ giải mã gen, uh, treo thì đánh đến giá nguy cơ tự kỷ của Genetica thì Genetica có hai cơ sở, hai chi nhánh, một là chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và hai là chi nhánh ở Hà Nội. thì Hà Nội nếu anh chị quan tâm thì có uh, uh, cơ sở của Genetica đặt tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC À, tại Hà Nội luôn ạ à. hoặc là mình có thể là liên hệ với số hotline hoặc là fanpage của Genetica để mình có thể được hỗ trợ và lấy mẫu à, lấy bộ thu mẫu và có thể là tự lấy mẫu tại nhà luôn cũng được à, à một cái nữa đó là à, một số bạn khác ví dụ như là có à, anh anh Tuấn à, anh Tuấn Vũ Trần Hữu có hỏi là xét nghiệm này bao nhiêu tiền thì à, em cũng chia chia sẻ là nhân dịp trong tháng tự kỷ này thì hiện tại Genetica cũng nhỏ có những cái chương trình ưu đãi đặc biệt Dành cho gói xét nghiệm liên quan tới tự kỷ Thì thông thường giá bán lẻ của gói này là khoảng 3 triệu rưỡi Còn hiện nay thì đang chương trình ưu đãi Cho nên là gói này đang ở mức giá là một triệu ngàn 000 Và nó có giá trị ưu đãi đến thời hạn là ngày 30 tháng 4 Thì anh chị có thể tham khảo thêm trên fanpage của Genetica yeah. à, Thì quay lại với chương trình Uh, em xin phép là uh, nhờ bác sĩ Văn Anh hỗ trợ tiếp theo cũng một câu hỏi về mặt lâm sàng cũng như là về vấn đề can thiệp luôn. Thì câu hỏi tiếp theo của uh, quý vị phụ huynh của chúng ta đó là uh, cách giao tiếp đúng với trẻ tự kỷ giai đoạn 2 tuổi rưỡi để giúp bé học và hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Yeah. Em xin mời uh, bác sĩ Văn Anh ạ. À. Không biết là bác có hay gặp các bạn tầm cỡ tuổi là 2 đến 3 tuổi này không ạ? À? Hai tuổi uh, là hai hai tuổi rưỡi hoặc tuổi là là, là cái đối tượng mà hay gặp mà đang đang can thiệp ở chỗ trung tâm mình cũng nhiều thì là à, cách giao tiếp là cái cả này, này là, tùy thuộc vào mỗi cá nhân thì có đứa hai tuổi rưỡi mà chưa nói được cái ngôn ngữ nào hết chưa có biểu hiện một cái sắc mặt gì hết đó rất là mình sẽ biết là quá trình phát triển ngôn ngữ á, đây khoảng 6 tháng thì bắt đầu bắt đầu có ngôn ngữ bập bẹ hay à, ơ theo bộ mẹ cho đến một tuổi thì bắt đầu mình nói được từ đơn rất là nhiều ví dụ đi ăn chơi ngủ ha chó mèo gì đó đến hai tuổi thì mình nói được hai từ ví dụ đi chơi đi ngủ ha và có nhiều người thì ngôn ngữ phát triển hơn bắt đầu qua nói từ thứ ba tức là bắt đầu có bạn có âm thanh là hát được những cái câu đi theo á cái hát câu đuôi thì nhưng mà nếu mà tuy vì vậy tùy thuộc vào mỗi lứa tuổi thì mình sẽ có cái biểu hiện khác nhau tuy nhiên đối với trẻ từ kỳ thì mỗi đứa có một cái biểu hiện khác nhau có đứa hai tuổi thì nổi nói rất nhiều từ nhưng mà không có nghĩa à, lại khác và đứa là không có từ mới hết thì như vậy thì tuy mỗi đứa mà mình phải có biểu hiện giao tiếp khác nhau thì thực sự là mình sẽ can thiệp theo từng một đứa trẻ nhưng mình cũng có gọi là một cái cái bảng bài mô hết cho ba nào hết miệng là sao là mình muốn trang thiệt cho đứa trẻ là ví dụ đứa đứa trẻ có uh, 2 hai tuổi rồi chẳng hạn nhưng mà hắn rất là nhai lời ví dụ mình nói uh, mình hỏi bé tên chi thì hắn trả lời là tên chi tức là tức là hắn chỉ nhai lời thì lặp lại lặp lại thôi mặc dù hắn vẫn có ngôn ngữ thì những đứa trẻ đó mình sẽ có cái cách hả? để mình dạy để làm thế nào để hắn trả lời là theo đúng ngữ cảnh có nhiều đứa là hai tuổi rồi hai tuổi ba tuổi rồi vẫn chưa nói được một từ mà hết chưa gọi ba hay chưa gọi mẹ hay là chưa gọi một sự vật sự kiện gì hết thì mình sẽ phải tập tập nói từng từ đơn thì mấy cô đặc biệt mấy cô là ấm người trị liệu họ sẽ được đào tạo những cái khóa khóa đào tạo để họ có thể là hướng dẫn cho đứa trẻ đầu tiên hãy là hiểu tức là ví dụ bên nói đi lấy cây cái ghế chẳng hạn thì em bé đi lấy được cái ghế tức là hiểu được cái cái mình lên thứ tư cái chuyện hiểu tức là ngôn ngữ cơ thể trước sau đó mới có ngôn ngữ là lời nói tuy theo mỗi đứa trẻ mình sẽ có những cái can thiệp khác nhau chứ không phải là ai cũng giống nhau đặc biệt là những cái trẻ tự kỷ thì là xì uh, đỏ và ngoài ra là cái việc quan trọng được không nhận chỉ là can thiệp giữa những cái trị liệu viên với là đứa trẻ mà cũng phải là bố mẹ cũng được huấn luyện thì ở trên, trên, trên trung tâm mình là bố mẹ cũng được lớp vô lớp vô. OT là được hưởng liền trong cái cách để mà hướng dẫn dạy cho về dạy cho con mình trong cái việc uh, uh, can thiệp để cho làm cho đứa trẻ có thể nhanh hơn trong cuộc quá trình hoa nhập. Em xin hết. Yeah. À, em cảm ơn uh, câu trả lời của bác sĩ Văn uh, Vân Anh. À, một câu hỏi tiếp theo thì uh, em xin phép là nhờ thạc sĩ Cường sẽ hỗ trợ chúng ta ạ. À, câu hỏi này liên quan tới mặt yếu tố về di truyền nhiều hơn. Thì à, câu hỏi của bạn Lê Thị Thảo đó là à, tỷ lệ di truyền anh em trong gia đình là bao nhiêu phần trăm và nếu sinh đều là anh em trai hoặc là chị em gái á, thì tỷ lệ này có cao hơn hay không? Dạ, yeah, xin mời thầy sĩ Cường ạ. À. Uh, theo cái nghiên cứu mà lớn nhất về các bạn tự kỷ á, thì họ tìm ra là cái số đông của các tỷ lệ anh em là 69%, có thể là có rất ít hoặc là không không có cái uh, gap nào uh, về mang những cái biến thể di truyền liên quan đến tự kỷ mà mà giống nhau và có ba khoảng ba hơn 30% nó chỉ là 1/3 thôi là chia sẻ cùng cái đột biến uh, gen liên quan đến tự kỷ giống nhau. Thứ hai là ngoài ra ấy, uh, các cái nghiên cứu tổng hợp cũng cho thấy là các anh chị em uh, mà các bạn mà bị tự kỷ á thì sẽ nhận uh, 66% từ 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 uh, cái 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 thông tin di chuyển từ bố nhiều hơn và chỉ khoảng 30% là thông tin di chuyển từ mẹ là nếu mà các bạn tự kỷ về giới tính ấy, thì khá là thú vị có cái thông tin đó là các bạn có chị gái bị tự kỷ thì sẽ dễ mang cái, cái tự kỷ hơn so với các bạn mà có anh trai và thứ hai là cái nguy cơ mà bị tự kỷ sẽ cao hơn ở những người ở uh, younger brother, brother hơn hơn là younger sister là những người em trai hơn là những người em gái thì đây là những cái thông tin họ tổng hợp dựa trên cái uh, các cái nghiên cứu về tự kỷ ở các bạn những gia đình và trong cái nghiên cứu về thực kỳ lớn nhất giữa các anh chị em cũng như là di truyền từ mẹ nhiều và từ bố. thì mong là đã trả lời được cái câu hỏi của 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 phía bác sĩ hạnh vừa đọc Dạ rồi, à, cảm ơn uh, cường. thì à, em thấy là chị uh, nga vẫn còn những câu hỏi quan tâm tới yếu tố về uh, xét nghiệm gen tự uh, động kinh. Uh, chị có hỏi là ban tổ chức cho biết là xét nghiệm gen cho động kinh thế nào ạ? thì uh, xin chia sẻ với chị là hiện tại là trên cũng có phân tích những cái nhóm gen động kinh nhưng mà tuy nhiên là nó chưa tạo thành một cái sản phẩm riêng biệt và khi mà anh chị có làm một cái báo cáo về geotism ấy, thì cũng có một số kết quả nó liên quan tới yếu tố về gen động kinh này cũng được báo cáo ở trong báo cáo geotism luôn ạ à. uh, và ngoài ra thì chị nga cũng có nhắn cho ban tổ chức là cũng có một số câu hỏi riêng về trao đổi muốn trao đổi riêng với bác sĩ văn anh về vấn đề động kinh này thì ba tổ chức xin phép là sau chương trình này là gửi riêng cho bác sĩ văn anh để uh, bác có thể là hỗ trợ hoặc là cùng trao đổi với chị nga một cách uh, chi tiết cụ thể hơn ở phần sau uh, của chương trình này ạ à. thì uh, câu hỏi tiếp theo thì em uh, xin phép là được đọc là một câu hỏi mà đôi khi là một số cái vấn đề uh, cũng có đâu đó là một số phụ huynh đã áp dụng rồi thì uh, có chị khách hàng này hỏi là việc thực hiện chăm cứu dành cho trẻ chậm nói tự kỷ có giúp làm giảm triệu chứng về tự kỷ và kích thích khả năng nói hay không? Không biết là bác sĩ Văn Anh đã gặp trường hợp nào mà có phụ huynh đã áp dụng phương pháp châm cứu cho trẻ không ạ? À? là có là mình cũng có gặp một trường hợp là cũng có là đi chấm cũ và ví ông nghe nói là chấm cũ thì sẽ tốt hơn cho trẻ à, thật ra thì mình chưa chưa có đọc mọi nghiên cứu nào về cái chuyện này. Tuy nhiên á, tuy nhiên trong cái quả chân can thiệp trà từ kỹ á thì có một cái phần đó là uh, kích thích các dạ con. Hả? Thì các dạ con thì mình có nắm dạ con, sáu dạ con, thật ra nắm dạ con đúng không? Tức là sờ rồi nghe, rồi nổi, rồi là người ha, tức là mình có nắm dạ con thấy. Thì cái dạ con đầu tiên hết á thì là là để mới có được giác quan ví dụ mình uh, nghe được mình nói được mình uh, thấy được thì đầu tiên hệ cái giác quan đầu tiên hệ mất xuất hiện đó là sờ Hả? thì mình biết cái việc là bởi vì trong cái quả trên mà can thiệp cả từ kỹ thì có cái phần gọi là kích thích các giác quan thì là đặc biệt là sờ thì là khi sờ thì mình sẽ kích thích cái dây thần kinh tạo ra là ví dụ như nóng lạnh gọi là cảm giác thì cảm giác nóng cảm giác lạnh cảm giác nóng và cảm giác sâu thì trong cái thần kinh thì mình học mình khám cũng vậy mình sẽ có cả giật nó mà dần ở sau thì có một cái cái như đi mình có nghĩ là có thể có liên quan là bởi vì là hệ thần kinh á, là phát triển từ cái ngoài phổi bì mà ngoài phổi bì có hai cái thành phần mà phát triển đầu tiên hết đó là hệ thần kinh và da vì vậy cái việc kích thích da thì nhiều ảnh nhiều cái yếu tố từ bệnh lý da à, biểu hiện thần kinh hoặc ngược lại thần kinh biểu hiện ra trên da thì không biết chắn có có thể là cái việc chống cũ có có là gọi là kích thích ha kích thích giá của mình á à, là gọi là, là để làm cho cái gì Và làm cái giác quan phát triển thì cái ngôn ngữ cũng quay trở lại nhưng mà thật sự hiện tại mình chưa có biết chưa đọc cái nghiên cứu nào mà làm rộng rãi mà có ý nghĩa về việc chấm cũ thì để uh, mình không không giảm là là trao đổi đây tuy nhiên trong cái quá trình can thiệp thì người ta có là kích thích giác quan trong quy trình mà can thiệp trả tự kỷ thì có cái phần là kích thích các giác con thì cái đó ngôn ngữ quá trời là, là ngôn ngữ để lại để về từ trẻ yeah. như vậy thì đâu đó là đối với phương pháp châm cứu này vẫn chưa phải là một phương pháp phổ biến Đúng rồi. cũng Trên như là chưa, chưa được, được, áp dụng công, nhận yeah. cho nên là phụ huynh nếu mà có áp dụng thì cũng nên cân nhắc và nên lựa chọn à, cũng như là có những cái sự tham vấn với bác sĩ chuyên khoa hoặc là đang chuyên gia đang can thiệp với con của mình để có những cái thông tin hữu ích nhất nha yeah. Um, câu hỏi tiếp theo thì em xin nhờ thạc sĩ cường hỗ trợ thì um, ở đây là có một bạn hỏi về uh, yếu tố về gen đó là trong quá trình can thiệp trẻ có rối loạn của tự kỷ mình nhận thấy là có những em bé nhìn giống nhau uh, như sự giống nhau ở các em bé bị đau có phải là các em bé này cùng mang những gen giống nhau hay không và phải chăng là tự kỷ là do những cái gen nhất định quy định yeah. uh, um... Phổ tự kỷ thì khá là rộng và các gen như mọi người thấy trên hình ấy cũng sẽ thấy là rất rất nhiều để nếu mà được chẩn đoán nguyên với tự kỷ phổ tự kỷ thì chưa chắc là đã biết là bạn thuộc phổ nào và các gen liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ cũng rất là nhiều à, ngoài những cái gen trung tâm ra thì còn có những cái gen xung quanh nữa mình gọi gen vùng hàng xóm mà nó cũng bị ảnh hưởng nữa vì vậy là phần lớn và để để đánh giá được cái nguy cơ nó sẽ rất là khó à, phần lớn các trẻ tự kỷ không cùng hệ thống sẽ sẽ mang các cái gen khác nhau liên quan đến tự kỷ vì vậy rất 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 khó để để có thể đánh giá được cái uh, nhất định như trong câu hỏi vậy là sẽ có những cái yếu tố tác động và nhiều gen khác nhau thì uh, lúc nãy thì uh, em thấy là thật uh, Thời sĩ cường cũng có hỗ trợ lại câu hỏi của bạn về cái phần trăm tác động phần trăm tương đồng uh, giữa các anh em cùng một phía ví dụ cùng anh trai em trai hoặc là cùng em gái em gái chẳng hạn thì thạc sĩ cường cũng có nhắn cho chúng ta và có thể là bạn thảo sẽ xem được thông tin này ở trên phần chat ạ tức là bạn có thạc sĩ cường có chia sẻ là anh trai mà bị tự kỷ thì em trai thì sẽ có là khoảng 13% nguy cơ mắc tự kỷ này từ yếu tố di truyền còn nếu mà liên quan tới em gái thì tỷ lệ này là khoảng 8% thì bạn thảo có thể là xem thêm con số này ở trên phần cung trái ạ à, dạ rồi em xin phép qua câu hỏi tiếp theo Câu hỏi này cũng là một câu hỏi dành cho uh, thạc sĩ cường của chúng ta luôn. Dạ. Yeah. Uh, nếu mà tự kỷ có ảnh hưởng bởi gen thì có phương pháp nào để điều trị hay không ạ? À? Hồi nãy em cũng nghe bác sĩ Văn Anh là cũng đề cập tới vấn đề điều trị thì chủ yếu là can thiệp. Thì không biết là đứng dưới góc độ về gen thì như thế nào ạ? À? Mình có hỗ trợ hoặc là có những cái cách nào để giúp cho cái phương pháp điều trị hay không ạ? À? À, cường đam miu ạ à ok nếu nếu mà từ kỳ bị tác động bởi gen thì có các phương pháp nào để điều trị đúng không dạ, giống như lúc nay vân anh có nói là mình sẽ nếu mà bị tác động bởi đơn gen thì sẽ có những cách giống như là can thiệp uh, trong tương lai và thật ra là trong tương lai gần thôi nó sẽ là mình chỉnh sửa gen dựa trên những cái cắt sửa đúng cái đơn gen đó và mình cắt và mình sửa cái đó và chuyển lại thì ngày nay trên thế giới họ đã đang can thiệp nhưng mà họ sẽ can thiệp từ những cái khác trước như là từ ung thư nhưng mà sớm thôi bởi vì cái này nó rất là powerful Nó rất là mạnh và sẽ đến cái vấn đề về tự kỷ và hoàn toàn là có thể làm được còn nếu mà về đa gen ấy, thì nó sẽ rất là khó và cái phương pháp can thiệp giống y hệt như cái slide mà bác Vân Anh chia sẻ sẽ can thiệp sẽ cần từ rất nhiều yếu tố của mình tác động vào từ gia đình từ xã hội từ can thiệp về ngôn ngữ nếu mà bạn có mang cái gen liên quan về bị uh, điêu thính giác một phần thì sẽ cần đo À, cái thính lực của bạn, Như những cái phan canh về lâm sàng, nhà tùy xem vấn biểu hiện và triệu chứng của bạn ấy như nào sẽ can thiệp khác nhau và vì vậy là nếu mà bạn ấy về đa gen thì sẽ khá là khó để can thiệp và sẽ cần nhiều bên liên quan khác nhau và đấy là lý do tại sao có cái buổi hôm nay sẽ có nhiều bên liên quan khác nhau để à, mình cùng uh, đồng hành để cùng cho bạn có cuộc sống tốt hơn còn nếu mà về đơn gen thì trong tương lai rất gần sẽ có phương pháp can thiệp tốt. Ừ, rồi à... chính, Yeah, cảm ơn thạc sĩ cường thì tiện thể ở đây thì uh, liên quan tới phương pháp điều trị thì em cũng xin phép là nhờ bác sĩ văn anh luôn ạ à. thì uh, bạn thảo cũng có hỏi là uh, không biết là các thực phẩm chức năng bổ não á, có tác dụng cho trẻ tự kỷ hay không ạ à? <laughs> thì không biết là trong quá trình mà bác uh, uh, có đồng hành cùng các bạn trẻ tự kỷ này thì có gia đình nào họ sử dụng thêm các yếu tố về thực phẩm chức năng Uh, liên quan tới về việc mổ uh, não hỗ trợ thêm cho con không ạ? À, thật sự thì theo FDA ấy, thì hiện tại là phải uh, cho những cái một số cái vitamin có thể có liên quan ví dụ như là sắt với B12 còn lại uh, những cái loại khác thì hiện tại người ta cũng có là chưa chưa có là chấp nhận trong cái việc điều trị chỉ có điều trị khi mà đứa trẻ có hành vi ví dụ như là cặn sẽ hành vi tự hại thì hiện tại người ta FDA họ có dùng thuốc để điều trị còn về thực phẩm chức năng thì mình cũng không có kinh nghiệm lắm nên là và lại FDA họ chưa đưa vô cái chuyện vì trong thực phẩm chức năng thực sự thì à, Thuốc thuộc thì mình biết được cơ chế là vô cơ thể mình đi ở đâu làm gì tác dụng ở khâu nào có thực phẩm chức năng thì gọi là tiên chất tiên chất của những cái thuốc thì thực sự thì cái việc chuyển hoãn hơi khác so với thuốc nên là hiện tại là chưa có bằng chứng công nhận là thuộc uh, thực phẩm chức năng này có ý nghĩa hay không tuy nhiên có một số cái liên quan tới những ví dụ đồng kinh thì người ta thấy ví dụ như trong cái bệnh đồng kinh liên quan tới kỳ có liên quan tới là cái chế độ ăn ví dụ là cái bệnh celiac chẳng hạn thì người ta thấy là việc phải cho trò mình bổ sung nhiều cái lipid cho đứa trẻ thì tốt hơn là bổ sung là glucid tức là giảm glucid mà bổ sung lipid thì một số nghiên cứu ghi nhận như vậy hoặc là b mười hai mình đến xét nghiệm thử đứa trẻ có thiếu không đặc biệt là trong cái 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 xét nghiệm sáng của mình đó cũng có một số trường hợp thiếu b mười hai hoặc là uh, v. vân vân thì tức là mình chỉ có bổ sung khi đứa trẻ thực sự thiếu còn lại thật sự là không khuyến cáo là dùng đại tra trên bệnh nhân chỉ có những trường hợp thực sự ví dụ như bệnh nhân đồng kinh bệnh nhân là rối loạn Um, tăng đồng dạng trị kèm theo hoặc là uh, um, thì những bệnh nhân có hành vi từ hại thì mình có một số thuốc để sử dụng cho bệnh nhân đó chứ không thực phẩm chức năng hiện tại mình có phiến cáo này mà can thiệp là chỉ, chỉ điều trị theo hướng can thiệp thì can thiệp gọi là ống người trị liệu vận động trị liệu là những cái cái là là cái cái cần thiệp nhất giúp cho, cho đứa trẻ hoặc gọi những cái chương trên cảm thiệp theo tùy theo lựa tuổi, tiêu theo đơn vị cảm thiệp để giúp ích đỡ trẻ hòa nhập. Còn hiện tại thực phẩm chức năng theo mình biết thì hiện tại mình chưa có thể FDA công nhận trong việc uh, sử dụng cho bệnh nhân. Em cũng hiểu là tâm lý của phụ huynh ờ, khi mà có một bạn nhỏ mắc ừ, những cái rối loạn này thì họ cũng sẽ quan tâm là làm sao để tôi làm những cái phương pháp tốt nhất để hỗ trợ con mình tốt nhất nhưng mà để mà làm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ cần dựa trên những cái cơ sở khoa học rõ ràng ví dụ phương pháp châm cứu hồi nãy hoặc là cái phương pháp mà chúng ta bổ sung những thực phẩm chức năng bổ não chẳng hạn thì nó cũng cần có những cái cơ sở khoa học rõ ràng là bạn này có thật sự cần hay không thì cũng một người thân quen cũng có chia sẻ một cái câu đời thường thôi tức là những cái đồ mà chúng ta đưa vào cơ thể rất là dễ nhưng mà một khi đưa ra nó rất là khó thức ăn thức uống bất kỳ một cái thứ gì đó đưa vào cơ thể của mình thì nó dễ dàng nhưng mà khi mà nó gây ra những cái hệ lụy thì thì rất khó có thể là cải thiện được Và cũng tương tự như vậy Thì một bạn tên là Anh ấy à. Anh mà có thêm một chữ hát phía sau nữa Thì bạn cũng quan tâm rất là nhiều tới Dịch vụ về um, hỗ trợ con Về xét nghiệm trên này Thì bạn cũng có đặt một số câu hỏi Ví dụ như là bác sĩ cho hỏi là Nếu mà thiếu vitamin B12, B6 Thì sử dụng được thuốc nào Thì giống như hồi nãy bác sĩ Văn Anh có chia sẻ là Chúng ta phải xem tử bạn này có bị thiếu hay không Cái này là nếu hay không cái đã rồi mình hẳn hỗ trợ hoặc là mình mới can thiệp và mình lựa chọn cái nguồn phù hợp ví dụ như là bạn này không thiếu thì có thể là ăn uống bình thường là đủ rồi còn nếu mà có nhu cầu cao hoặc là thiếu thì lúc đó mình mới cân nhắc tới những cái nguồn khác có thể hỗ trợ thêm cho con và hồi nãy bác cũng có chia sẻ là uh, báo cáo gen cũng có đề cập tới yếu tố này thì uh, hồi nãy thì em nhớ lại phần chia sẻ của bác sĩ cường trong những cái gen phát hiện mới ở trẻ uh, trong cái nghiên cứu vừa rồi của chúng ta ấy thì cũng có những cái gen mà tác động một số bạn có nhu cầu cao đối với vitamin B12 này như là gen là CUBN hoặc là Genica cũng có một số cái dòng báo cáo khác phân tích về cái nhu cầu vitamin nữa ạ có thể là hỗ trợ cho phụ huynh ví dụ như là có cái gói về vitamin riêng hoặc là một cái gói mà hồi nãy bác sĩ Trang cũng có chia sẻ một cái gói lớn đó là cái gói toàn diện thì nó sẽ là một cái gói Pro, nó phân tích những cái yếu tố về vitamin cũng có, về dinh dưỡng của con cũng có rồi có thể là những cái đặc điểm liên quan tới tính cách của trẻ bởi vì đôi khi là có một số bạn um, em cũng chia sẻ luôn là trong quá trình em gặp khách hàng thì có những bạn gen uh, xét nghiệm về báo cáo geotism thì cái nguy cơ về tự kỷ thấp nhưng một số cái yếu tố khác về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng tới bạn ví dụ như là bạn này uh, dễ có cái mức độ lo lắng suy nghĩ hơn những người khác hoặc là cái khả năng kiểm soát căng thẳng của bạn uh, nó chưa phải là lợi thế của bạn lắm Tức là có những rủi mắt có thể gặp được. Dạ đúng rồi Thì những cái yếu tố về tâm lý Và đặc biệt là một số cái giai đoạn Ví dụ như là sau Covid á, Một số bạn kiểu như là uh, Thiếu những cái sự quan tâm Rồi những cái gen mà nó liên quan tới tính cách này Nó lại bộc lộ ra Và phụ huynh thấy là sau những cái giai đoạn đó Thì con mình lại có những cái sự thay đổi Về tâm sinh lý Và lúc đó thì mọi người cứ nghĩ tới một cái vấn đề là tự kỷ Mà chưa xét tới những cái yếu tố khác Thì có thể là một những cái thông tin về khoa học nó sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn những cái phương pháp, những cái thực phẩm chức năng cũng như là những cái biện pháp can thiệp hỗ trợ thêm cho con mình một cách phù hợp hơn. Bởi vì giống như bác đề cập là từ kỹ là một cái phổ và nó rất là rộng và đôi khi nó sẽ dễ bị giàn bị nhầm lẫn với những yếu tố khác. Thì đối với bạn Anh này thì em thấy là trên phần công chắc là bạn rất là nhiệt tình và cũng quan tâm tới sản phẩm của Trinityca. Thì xin phép là ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn sau để giúp cho bạn hiểu rõ thêm về những cái Uh, quá xét nghiệm cũng như là những cái nhu cầu uh, chuyên biệt của bạn dành cho cái gói về uh, tự kỷ này uh, hoặc là những cái yếu tố khác liên quan tới tự kỷ uh, hoặc là bạn cũng có thể là liên hệ với Trinita thông qua fanpage của Trinita thì tụi mình uh, uh, sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ bạn được cách tối ưu à. và và uh, đâu đó thì em thấy là những câu hỏi về uh, tự kỷ hoặc là về quá trau hoặc là những cái xét nghiệm về những cái biểu hiện đâu đó là chúng ta cũng nhận được giải đáp ờ, trong phần này rồi hoặc là có một số câu hỏi tương đồng chúng ta cũng được đã được ờ, bác sĩ văn anh ờ, thạc sĩ cường cũng như là hồi nãy có sự góp mặt của bác sĩ trang ờ, chia sẻ với chúng ta rất là nhiệt tình và tâm huyết à. thì để kết lại chương trình thì em cũng xin phép là hỏi bác sĩ văn anh chia sẻ một chút về khía cạnh là chúng ta đề cập về các bạn nhỏ rồi ờ, thế thì về mặt khía cạnh gia đình ấy ạ à? thì trong quá trình mà thăm khám hoặc là trong cái lúc mà bác trao đổi với gia đình thì đôi khi mình có gặp trở ngại trong quá trình mà uh, trao đổi với quý phụ huynh về cái mức độ hợp tác hoặc là uh, kiểu như là những cái tâm sự lo lắng của quý phụ huynh khi mà có một bạn nhỏ trong gia đình được gọi là trẻ vip là cần được ở chế độ quan tâm chăm sóc đặc biệt này thì uh, bác có hay gặp những cái uh, những cái trường hợp như vậy không ạ? À? thật sự là khi mà mình chật đoạn là đứa trẻ tự kỷ thì cũng là một cái cú sốc cho người nhà chứ phải là không bởi vì ai cũng muốn mình, mình có mình bình thường chẳng ai muốn có mình trở thành uh, khác biệt so nhưng mà tuy nhiên thì thật sự thì trẻ tự kỷ uh, là, là là trẻ khác biệt chứ không phải là trẻ bất thường thì khác biệt là khác biệt thôi thì mình làm thế nào chỉ... em thấy tín hiệu hơi bị đấng một xíu thì uh, không biết là tín tín hiệu từ bên em hay là uh, do vấn đề đường truyền nào đó thì không biết là mọi người có nhận được thông tin tín hiệu không ạ? vẫn nghe thấy em có nghe từ, thấy từ về, bác sĩ văn anh bác không? bác anh có vẻ từ bác văn anh có thể là liên quan tới một chút về vấn đề đường truyền từ phía bác sĩ văn anh thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận lại đó là yếu tố về tự kỷ là một cái phổ rất là rộng và đôi khi là sẽ có những cái vấn đề về nhầm lẫn trong quá trình điều trị cũng như là những cái phương pháp những cái công cụ lâm sàng dành cho bác sĩ của chúng ta để có thể là chẩn đoán đôi khi nó cũng chưa được đầy đủ như những cái phương pháp lâm sàng khác và nó sẽ đến từ một khía cạnh khác nữa là đôi khi phụ huynh của chúng ta cũng quan tâm tới con của mình rất là nhiều. Mà bỏ qua những uh, cái đặc điểm ví dụ như là cần phải xét tới cái yếu tố về khoa học. Tôi cứ nghe thấy cái yếu tố nào tốt nhất là dành cho con tôi thì tôi sẽ làm. Nhưng mà chúng ta sẽ cần quan trọng là cái việc đó nó đã phù hợp hoặc là nó đã được cá nhân hóa hoặc là đến trung đích đối với con mình hay chưa. Thì um, ở đây về xét nghiệm gen ở Genetica thì Hạnh cũng xin chia sẻ một chút là không chỉ có báo cáo về triotism là báo cáo mà bạn Anh có hỏi à. Thì đây là một báo cáo chuyên biệt về đánh giá nguy cơ cho trẻ tự kỷ. Thì ở Genetica không chỉ có cái quái geotism này, đồng thời thì cũng có những cái quái khác có thể là hỗ trợ thêm và đánh giá cũng như là hỗ trợ các bạn có mắc cái yếu tố về rối loạn tự kỷ hoặc là có thể là hỗ trợ các bạn trong quá trình mà liên quan tới cái yếu tố về sự phát triển dành cho cả trẻ bình thường cũng như là trẻ có những yếu tố cần quan tâm chăm sóc các việc một xíu thì mình sẽ có những cái gói uh, hỗ trợ hoặc là những cái hướng tiếp cận khác mà Tritech có giải mã những cái thông tin ví dụ như là có những cái gen liên quan tới các vấn đề về rối động tiêu hóa này, vấn đề ăn uống hoặc là vitamin giống như hồi nãy bạn Thảo có hỏi ạ uh, ví dụ vitamin B6 b uh, 12 bằng anh hoặc là những cái vấn đề về thuốc bổ não có con có liên quan tới yếu tố về vitamin này hay không thì chúng ta có những cái phần gen mà xét nghiệm gen các yếu tố này uh, và khoảng là 50% những trẻ tự kỷ thường mắc những yếu tố về rối loạn tiêu hóa hoặc là chúng ta cũng có những cái gen mà chúng ta hay thấy là trong tự kỷ có những cái vấn đề mà các bậc phụ huynh thấy rất là nhiều, ví dụ các vấn đề về ngôn ngữ hoặc là phát triển về kỹ năng xã hội thì cũng có những cái gen mà Genica phân tích là liên quan tới yếu tố về chậm phát triển khả năng phát triển ngôn ngữ của con như thế nào và tầm khoảng là 90% các trẻ mắc tự kỷ mắc có các, gặp các vấn đề về rối loạn ngôn ngữ này hoặc là có những cái gen khác liên quan tới các vấn đề về thể thao, âm nhạc. À, nó cũng là những cái phương pháp hỗ trợ và giúp cải thiện cái tình trạng tự kỷ của con được rất là nhiều ạ. À. À, ngoài ra thì còn kể đến những cái gen khác mà tham gia à, trong quá trình hỗ trợ cao thiệp về mặt tâm lý. Như Hạnh hồi nãy có chia sẻ như là bất ổn cảm xúc này, à, khả năng về kiểm soát căng thẳng của con ra làm sao. À, hoặc là những cái yếu tố về chữ số EQ, khả năng con kết nối hoặc là làm quen với các bạn nhỏ khác như thế nào thì hiện nay là trong tháng uh, tư này thì uh, Genetica cũng có uh, chương trình ưu đãi uh, đến quý vị khách hàng của mình những phần quà đặc biệt và đặc biệt là dành cho những cái phụ huynh có con uh, đang uh, uh, có cần những cái sự hỗ trợ hoặc là những cái sự can thiệp mang tính chất khoa học hơn ví dụ như là về cái gói xét nghiệm từ kỹ trinitydum thì uh, mình sẽ có um, ưu đãi đối với gói này là uh, từ giá gốc là 3 triệu rưỡi thì sẽ còn giảm xuống là khoảng là một triệu chín trăm chín mươi ngàn Uh, và cái uh, tiếp theo nữa là những cái quái mà liên quan tới vấn đề ăn uống, tính cách hoặc là tiềm năng của con trẻ hoặc là những cái nguy cơ sức khỏe khác á, thì một cái quái bự hơn ở trên TK đó là cái quái là Keep Pro thì anh chị cũng có thể uh, tham khảo thêm thì cái quái này cũng đang ở uh, mức ưu đãi là giảm 50%. Uh, và rất mong là anh chị có thể là để lại những cái thông tin nếu anh chị quan tâm và tụi em sẽ liên hệ lại với mình. Trong thời gian sớm nhất ạ à. Hoặc là anh chị quan tâm uh, sau đó thì có thể là cũng liên hệ thông qua fanpage của trên cũng được luôn ạ à. uh, thì uh, có thể là đường truyền của tín hiệu, uh, tín hiệu của bác sĩ Văn Anh gặp trở ngại một xíu uh, và em thấy là bạn Lương Thanh Trúc uh, đã có nhắn là quan tâm ạ à. thì uh, xin mời ban tổ chức có thể là liên hệ với bạn trúc để chúng ta có thể là uh, trao đổi và uh, giúp bạn làm rõ thêm thông tin này thì uh, hiện nay thì cũng đến uh, Uh, thời lượng chương trình cũng ảnh uh, cũng có một cái khoảng thời gian nào đó uh, ảnh hưởng rồi và cũng một cái nữa đó là hạnh thấy là những cái câu hỏi mà các anh chị gặp uh, thắc mắc hoặc là đặt ra đâu đó cũng có những câu hỏi tương đồng và hạnh đã có uh, gửi đến bác sĩ văn anh cũng như là thạc sĩ cường chia sẻ cho chúng ta rồi thì hạnh uh, cũng xin cảm ơn uh, các anh chị rất là nhiều về đã dành thời gian quý báu trong buổi uh, cuối tuần này À, đến chương trình của gửi đến ban tổ chức cũng như là chương trình của chúng ta ngày hôm nay à, và đối với các bạn nhỏ mà liên quan tới yếu tố về tự kỷ này thì chúng ta sẽ thấy là khi con là một đứa trẻ đặc biệt thì bố mẹ vẫn yêu con theo cái cách hoàn hảo nhất của con mình và dành cho con mọi điều mà bố mẹ cảm thấy là uh, tốt nhất và đẹp nhất uh, đúng không ạ à? và hạnh cũng xin cảm ơn quý anh chị đã có mặt tại buổi hội thảo ngày hôm nay Xin chúc các anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình Và mong rằng là quý anh chị vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Và đồng hành cùng Genetica Trong những chương trình tiếp theo Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị Cảm ơn Cường nhiều ạ à. Cảm ơn bác sĩ Văn Anh Và uh, em thấy là chị Hồng Nga cũng có quan tâm Thì hôm uh, này tôi sẽ riêng cho bác sĩ Văn Anh sau ạ à. yeah, Em cảm ơn các anh chị rất nhiều Dạ, hiện tại thì uh, ban tổ chức cũng có nhắn là anh những anh chị có nhắn quan tâm tới sản phẩm này thì có thể là để lại số điện thoại để tụi em gọi điện và trao đổi trực tiếp được không ạ? À? Dạ, em cảm ơn chị Nga. Dạ, em thấy một bạn có là iPhone 13 này uh, có nhắn quan tâm thì uh, xin phép bạn có thể là hỗ trợ ban tổ chức là bạn để lại uh, số điện thoại để ban tổ chức có thể liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất ạ à. hoặc là uh, nãy mình có thấy là bạn uh, bạn Anh cũng có uh, uh, cũng có quan tâm tới sản phẩm thì có thể là nhờ bạn Anh để lại số điện thoại để ban tổ chức liên hệ được trong thời gian sớm nhất ạ à. hoặc là bạn Phương Anh Leo hoặc là bạn Lương Thanh Trúc thì uh, ban tổ chức xin phép là nhờ các bạn để lại số điện thoại để ban tổ chức có thể là liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất ạ. À. Dạ. Yeah. Rồi em cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã gửi những cái lời cảm ơn, những lời chúc đến ban tổ chức cũng như là bác sĩ Văn Anh và Thạc sĩ Cường. Dạ. Yeah.